riêng để Ngài xác định cái nội dung mà Ngài đã chứng đắc. Tôi nói trọng nhân, trong cái bài pháp đầu tiên Đức Phật đã nói đến một nội dung bao gồm những gì Ngài đã chứng đắc và Ngài đã thuyết, Ngài đã chứng đắc và sẽ thuyết giảng trong quãng đời còn lại. Và pháp luân viên quan trọng như vậy. Ghi dùm tôi cái này, ghi số 1. Mọi thứ ở đời là khổ. Những ngày nghe tôi giảng thường rất là ngạc nhiên tại sao tôi được ôn đi mãi đại học được. Có gì đặt đâu? Mọi thứ ở đời là khổ nha. Cái số 2. Những gì ta thích á đều nằm trong khổ. Sau khi tôi nói này xong các vị mới thấy tại sao mà từng cái nhắc đi nhắc lại bài đó, mà bản thân chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại đề tài này. Những gì ta thích đều nằm trong khổ. Cái thứ ba, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Cái số 3 là muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư á, nha, thì tôi nhắc lại nha. Số 1, mọi thứ ở đời này là khổ. Mọi thứ này là gì? Là tất cả những cái gì nó thuộc về linh hồn, thể xác, những gì nó mình sờ chạm được hay là mình chỉ suy nghĩ về nó. Nhưng nói chung là những gì nó thuộc về sáu căn và sáu trần nha. Tất cả mọi thứ từ mặt trời, mặt trăng, nha, các tinh tú thiên thể, tinh vân, cho đến đại dương, sông ngòi, biển cả, con người, chim muông, súc vật, bò bay, máy cửa, tất cả từ cái hoa bên đường cho đến một hạt cát ở trong lòng biển thì tất cả đều là khổ hết. Cái chữ khổ mà định nghĩa như vậy thì nó hơi khác với cái chữ khổ mà bà con hiểu xưa giờ. Xưa giờ bà con hiểu chữ khổ là cái gì làm cho thân và tâm của mình nó khó chịu thì gọi là khổ. Mà ở đây thì Phật đưa ra một cái định nghĩa rộng hơn như vậy rất là nhiều. Nghĩa là những gì mà làm cho mình khó chịu nó chỉ là 1/3 của cái khổ thôi. Cái khổ đó gọi là khổ khổ. Cái khổ thứ hai đó tức là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu. Có hiểu không? Cái thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, ví dụ như đau đớn, bệnh hoạn, tâm ly, tử biệt, bla bla bla, thì những cái đó được gọi là khổ khổ. Còn cái ngoại khổ là sự biến mất của những gì làm cho mình hạnh phúc, ví dụ như tuổi trẻ, sức khỏe, nhan sắc, tiền bạc, uy tín, danh vọng, quyền lực, bla bla bla, thì sự biến mất của những thứ đó cũng là một cái khổ. Và cái khổ thứ ba mới là khó khó thấy nhất, đó chính là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện. Bạn có nghe vậy không? Cái bản chất lệ thuộc các điều kiện thì bản thân cái bản chất đó đã là một cái khổ rồi. Tôi ví dụ phụ nữ thích đi shopping, khi tôi đóng hấp cho tôi nói thiệt mình giận nha. Cái màu da của mình nó như thế nào thì mình mới được mặc cái màu đó, đúng vậy không? Cái chiều cao, thước tất, trọng lượng của mình nó ra làm sao mình mới được mặc cái đó, đúng không? Xấu như tôi khó bộ đồ lắm, có hiểu không? Có bị phải đồng ý gì đó, đừng nói là em không biết, em không biết, em chả biết, em chả biết. Em không biết gì nữa, em đi shopping này không biết là em đi chết đi nha. Có nghĩa là để mua được, để mua được một cái đồng hồ là nó phải lệ thuộc vô số điều kiện gì hết chứ. Cái tay làm như cẳng gà vậy đó, đã phải teo cái loại dây gì, phải teo dây da, cái teo dây dây rủ thì mà nha. Mà anh mặc quá nó mặc cái đồ sọc nó cứ ốm lại. Ở đây có một chuyên gia từ ra nhiêu rồi đó, cũng một đang thông sẽ mặc một cái áo giảm 7 pound của tụi tinh. Đó là quán âm của những người mập các tụi tinh. Mập là kêu lên của tụi tinh của phù hộ, một khác đó 7 pound. Cho nên cho nên ở đời này vạn sự là do duyên, mọi thứ là do điều kiện hết. Các vị đừng có nói với tôi là cái miệng của các vị, môi của các vị, răng của các vị muốn cười thì cười, sai bét. Các đồng ý không? Các vị thấy ok thì mình thấy cười được. Nó nhất răng như thế này là sao mà cười? Nó sưng như mỏ heo như vậy là sao mà cười? Các vị bị tiêu chảy, các vị bị nhức đầu, các vị bị nhức mặt, các vị mới vừa gây với chồng, gây với vợ, các vị mới có một đứa con hư, mới có một cuộc gọi từ cảnh sát, mới có một cuộc gọi từ bệnh viện, lặp 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 lặp. Thì một cú phone, một cái email, một tin nhắn đủ để làm cho bao nhiêu nụ cười trên môi người bị. Đừng có tưởng môi tôi, răng tôi, miệng tôi có thể cười sai. Nó phải lựa chọn vô số điều kiện. Cho nên Phật mới dạy là khổ trên đời có ba thứ. Một
là sự có mặt của những thứ làm cho mình khổ. Hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình vui, nó cũng là cái khổ. Ở gần cái thằng chồng vũ phu là cái khổ, xa thằng chồng dễ thương cũng là một cái khổ. Và cái thứ ba, bản thân cái sự lệ thuộc hôn nhân cũng là một cái khổ. Bởi vì trên đời có rất nhiều người họ không có cần đến hôn nhân đúng không? Cho nên chính vì cái bản chất lệ thuộc các điều kiện ấy được gọi là một thứ khổ. Và cái thứ khổ này là khó thấy nhất. Đa phần chúng ta trong cuộc đời này tôi là đường đăng mà tha ngọt quá. Đại tịch mừng à, 5.000 năm lịch sử Trung Quốc chỉ có một đường đăng thôi. Mẹ tôi có hai đường đăng. Cho nên mấy cái chuyện đầu tiên của Phật Pháp là gì? Đức Phật xác định cho chúng ta thấy rằng mọi sự ở đời là khổ. Tôi nói thì chậm nha, ở đây tôi đang nói, tôi đang nhắm tới một đối tượng thính giả hoàn toàn mù tịch, không biết gì về Phật Pháp. Nên đêm nay nếu bà con không hiểu thì đó chúng ta không có duyên với nhau. Và đặc biệt cái đó quan trọng, cái quan trọng là không có duyên với Phật. Cái chuyện đầu tiên, khi mà anh thấy được rằng mọi sự ở đời là khổ thì anh mới thấy được cái thứ hai, đó là tất cả những giải thích nó đều là khổ. Nghe kịp không? Một, tất cả đồ đạc trong nhà này đều là của Trung Quốc, tất cả cái gì trong phòng này đều là của Trung Quốc, cho nên quý vị có thích cái gì trong đây cũng là đồ Trung Quốc. Hiểu không? Cái vé một, mọi thứ trong phòng này đều là đồ tạo. Vé hai, từ đó suy ra anh có thích bất cứ cái gì trong phòng này cũng đều là thích đồ tạo. Rồi cái thứ ba, muốn không xài đồ tàu nữa thì anh đừng thích, tiếp tục thích cái này nữa. Thì kịp chưa? Cái người thường xuyên sống trong ba cái nhận thức đó sẽ là người vĩnh biệt đồ tàu. Thấy kịp không? Ở đây cũng vậy. Thì chỉ đầu tiên anh ý thức được rằng anh đang sống trong khổ. Từ cái hình hài của anh, từ cái giọt nước mắt đến nụ cười của anh, nó đều là khổ. Gián hoặc trực tiếp thôi. Gián hoặc trực tiếp thôi. À, cái nó làm cho mình đau, mình buồn, đó là cái khổ, cái nguyên nhân tạo khổ trực tiếp. Nhưng mà những gì nó làm cho các vị vui, các vị thích, nó cũng là nguyên nhân tạo ra cái khổ gián tiếp. Bởi vì ở đâu có thích, ở đâu có ghét, ở đâu có vui, ở đâu có buồn. Hồi nhỏ mình chỉ biết có người thân thôi, nhỏ nữa mình chỉ biết có mẹ thôi, lớn hơn một chút mình biết có ba, có anh chị, lớn hơn chút nữa bắt đầu mình biết tới bà con, lớn hơn chút nữa bắt đầu mình biết đi học ở trong gia đình, thì ra cái người gia đình mình biết thêm mấy đứa bạn, lớn hơn chút nữa bắt đầu mình biết mất ngủ gì một người dinh nào đó, đúng không? Có nghĩa là khi mà cái thích của mình nó càng đa dạng thì cái khổ của mình nó được nhân rộng ra, có đúng không? Cái khổ của mình nó sẽ được nhân rộng tùy thuộc, nó theo cái tỷ lệ thuận với cái mà mình thích. Yeah. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mọi thứ đó là khổ. Cái sự thật thứ hai là những gì ta thích đều là trong khổ. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Ai sống trong ba cái nhận thức này thường xuyên thì người đã được xem là có mặt trên con đường khổ. Xong chưa? Bài học bắt đầu vào cái khác. Dạ bông. Cái bài, cái đó là bài học vô lý một. Bây giờ không có bài hai. Hồi nãy giờ mình cứ nói đau khổ, mà đau khổ là cái gì? Đau khổ theo trong Phật pháp, đặc biệt là giáo lý A Di Đà, thì đau khổ chính là một tên gọi khác của hạnh phúc. Cứ việc nghe hay nhức đầu, mà sự thật Phật giáo nói như vậy. Đau khổ là gì? Thì người Phật tử chân chính có kiến thức đàng hoàng thì sẽ nói là đau khổ là một tên gọi khác của hạnh phúc. Vì sao vậy? Đúng là tôi đã mới nói rồi. Ở đâu có thích thì ở đâu có ghét. Thích ấm thì ghét lạnh, thích đẹp thì ghét xấu, thích thơm thì ghét hôi, thích cao thì ghét thấp, thích khô ráo thì ghét ẩm ướt, cứ đúng như cái thích thì cái ghét nó quy định lẫn nhau, kịp chưa? Cho nên á, ở bài học 1 chúng ta nói cái khổ, và ở bài học 2 chúng ta mới đi định nghĩa tiếp theo khổ là cái gì. Thì tôi nói khổ chính là một tên gọi khác của hạnh phúc. Vì sao vậy? Là bởi vì là do có thích mới có cái không thích, do cái vui mới có cái buồn. Tin tôi đi,
ai mà thích khen quá bị chê chịu không nổi. Đúng rồi, ai mà thích mơn trớn ngọt ngào tới họ mà bị ngược đãi nó khổ như điên. Lạ lắm, ta sẽ có mồ côi nó khả năng nó chịu đựng tốt hơn cái cô cu chiều cậu ấm, bởi vì nó không biết cái mơn trớn vuốt ve luôn chiều là gì hết. Đời đã dày xéo chà đạp bạc đãi và từ hồi cho một mẹ rồi, cho nên cái đi vào vào đời nó tỉnh. Còn cái thứ mà cu chiều cậu ấm nó được nuông chiều lâu ngày là cái nó có một cái sensitive rất lớn, rất mạnh, rất nhạy đối với cái nỗi khổ niềm đau nha. Cho nên cái định nghĩa tiếp, cái bài học tiếp theo là chúng ta định nghĩa thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Thì hạnh phúc và đau khổ đó chính là hai cái tên gọi đồng nghĩa cho một cái trạng thái có mặt ở đời. Dù sự có mặt của bất cứ cái gì thì bản thân nó đã là đau khổ và bản thân nó cũng là hạnh phúc. Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện nữa là lúc nào cũng vậy, hạnh phúc của người này là nỗi đau của người khác. Các vị có muốn có một miếng ăn ngon thì đặc biệt là những người ăn mặn, các vị muốn có một bữa ăn ngon thì phải có một cái con người đó bị giết đúng không? Các vị có biết rằng 3-4 giờ sáng các vị đang trùm chăn ngủ yên trong một căn nhà êm ấm trong vòng tay của người thân thương, thì lúc đó có những con heo, những con bò nó bị lùa vào cái chuồng sát sinh, các vị biết không? Các vị biết gì đó. Hôm nay các vị đi ngang những cánh đồng cỏ, các vị thấy có những con bò, những con heo đó đang, có những con lừa, những con cừu nó đang nhẫn nhơ, mà mình biết cái tính mạng của nó được giải quyết lúc nào. Cho nên ở đây tôi mở mặt nó riêng cái chuyện ăn chay ăn mặn, tôi biết nói cái này là bị ném đá bắn sát luôn. Cái này diễn chúa gì xong mới cứu được tôi chuyện 2000 năm trước. Nếu chúng ta, nếu chúng ta sống bằng hạnh phúc thật thì có gì ăn đấy, nhưng nếu chùa có nhà bếp, có người đi chợ mua để mua kia về nấu thì theo tôi nên ăn chay. Em hiểu không? Chứ mình mà lấy một cái câu bùa là có gì ăn đấy, cái câu nghe rất là gọn mà mình quên một cái chuyện là tại sao cái câu đó ngày xưa có rồi bây giờ không có. Để ngày xưa mình sắp mình hẳn đi bác rất thật bữa nó lỡ mà không ai chi cho, nó cho có gói mì rồi về chết đấy. Cho nên khi đi cất thịt thì đúng là có gì ăn đấy, nhưng nếu mà mình có nhà bếp, mình có người nấu ăn thì hình như nên chạy. Rồi trong lúc nấu như vậy, bà con ở nhà họ có cái gì họ đem vào thì lúc đó lại là tùy duyên nha. Nhưng mà nếu mà chùa chủ động chủ ý đi mua sắm về nấu nướng thì theo tôi vẫn phải làm chạy. Rồi dĩ nhiên nói cái này thì nó gây một cái cú sốc rất lớn cho nhiều bà con. Nói rằng tôi chắc tôi lọc giáo làm giáo chủ, người ta làm mai tôi làm mốt. Kỳ rồi tôi có nghĩ nhỏ là cái lá cờ Phật giáo nó quá sạch sở đi, tôi mới thay đổi một cái lá cờ riêng cho nó thiện điện. Mình biết điện đó là trên cái nền vàng, bỏ mấy cái màu kia vô nhìn nó rất là đẹp và bản mặt nó riêng. Đối với những người có lòng với Việt Nam xưa thì họ nhìn lá cờ đó nó cũng là một sự hoài nhớ trên cái nền vàng rồi còn ăn hết. Thì đó là có người họ chống đối lung tung hết, mà chỉ đó là lá cờ riêng của một thiền viện giúp được Phật ăn cha thần Phật cái Thái, cha thần Phật Tà, cha thần Phật Nhân vậy đó, mà vậy mà ok, mà đó là sự thật người ta nói ra hết. Cái vấn đề tiếp theo của giáo lý là gì? Đó là muốn nói đến khổ thì mình phải định nghĩa khổ là gì có đúng không? Rồi vậy khổ ở đây chính là thích, nó đi ra từ thích và ghét. Khổ chính là chấp nhận gồng gánh cái mình ghét, và hạnh phúc chính là có được cái mình thích. Thấy chưa? Là bên ghi được cái này. Khổ chính là sự gánh chịu cái mình ghét. Bữa nay mình học rất là nhanh. Khổ là sự gánh chịu cái mình ghét, và hạnh phúc ấy chính là có được cái mình thích. Bà con đúng rồi, bà con ai nghe giảng được bà con nhớ cái này hết à. Rồi mà cái thích và ghét từ đâu ra còn nhớ không? Cái thích và ghét nó từ ba cái điều kiện: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nhớ chưa? Ông này viết chậm quá, ai viết đẹp viết nhanh được không? Ai viết đẹp viết nhanh được không? Không có lòng dữ lắm, không có lòng nhưng mà sức. Rồi hạnh phúc là có được cái mình thích. Thì như vậy cái mà định nghĩa ở đây đó là
hạnh phúc là sự có được cái mình thích, và đau khổ chính là sự chịu đựng cái mình ghét. Rồi rồi cái bước tiếp theo, thích ghét từ đâu ra? Để tôi làm cái nào cho mọi người thấy. Thứ nhất là khổ lạc. Khổ lạc nó từ đâu ra? Ta nó từ cái là thích và ghét, đúng không? Rồi cái tiếp theo đó là từ đâu ra, là nó từ ba điều kiện, đúng không? Đó, phải khác như vậy. Rồi dưới đây là N điều kiện. Cho bà con cái sườn, thấy chưa? Nói đến thế giới là nó đến khổ và lạc. Tiếp theo cái khổ lạc nó từ đâu ra? Nó từ thích ghét mà ra. Mà thích ghét nó từ đâu nó ra? Đó là duyên đạo phụng thường. Cái thích ghét nó là duyên đạo phụng thường. Cho nên nó là từ cái thích ghét từ ba điều kiện. Một là thiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống. Thiền nghiệp là sao? Do thiền nghiệp đời trước, bây giờ tôi sanh ra tôi làm cái loài thích, thích sống, thích máu tươi. Do thiền nghiệp tôi sanh ra tôi làm cái loài ăn cỏ. Do thiền nghiệp tôi sanh ra tôi là phụ nữ, tôi có những sở thích rất là đàn bà, đúng không? Hiểu thiền nghiệp. Rồi chưa kể, cũng mang thân nữ mà cũng do nghiệp riêng nào đó, cái sở thích của những người đàn bà lại khác nhau. Đồng ý không? Có người thích ăn mặc, thích mặc đẹp, có người thích ăn ngon, có người thích quyền lực, có người thích nhan sắc, thích tôi hết. Cho nên là thế giới này nó gồm có hai thứ, đó là khổ và lạc. Và hạnh phúc, đau khổ nó chỉ là một cái synonym. Hạnh phúc nó là từ đồng nghĩa của đau khổ, và đau khổ là cái từ đồng nghĩa của hạnh phúc. Và cả hai cái đó nó từ cái điên đảo phụng tưởng là thích và ghét. Và thích và ghét nó do cái gì mà ra? Đó là nó do ba cái điều kiện. Đó là tiền nghiệp. Do tiền nghiệp đời trước cho nên bây giờ tôi mang cái hình hài này, tôi có mặt trong cảnh giới này, tôi có đủ 6 căn hay không? Bởi vì theo Abhidharma thì không phải cảnh giới nào cũng có đủ 6 căn. Ở đây có biết nữa. Đó căn từ mắt tai mũi lưỡi. Và chúng ta học trong sinh vật, chúng ta cũng biết là những cái loài như con người mình, cái não bộ mình nó có tới 100 tỷ neuron mình. Cho nên mình có cái khả năng tinh thần rất lớn. Cái điều kiện sinh học đó nó trở thành ra một nền tảng rất lớn cho tinh thần. Nhưng mà ngược lại có những cái loài như con giun đó, cái đầu nó chỉ có 7 neuron thôi. Một bên là 100 tỷ, một bên chỉ có 7 này. Cho nên nó gần như là một phần vô tri vậy. Nó biết gì hết. Hoặc là các vị từ tiếng Pháp mình nhắc tới con oster, là con hào á. Khi đi biển mình gặp nó tôi sợ lắm, bởi vì tôi sợ đây phải là nó thấy ghê, mà sợ nghĩa là tôi nghĩ mà vô trong cái thân đó rồi không biết chết nào ra, bởi vì có 1000 vị Phật đi ngang thì tôi giật chớp chớp các tại vì biết mà. Tức là mình cạy nó ra thì mình thấy cái ruột, nhưng mà không cạy thì nó cứ đời đời nó là một cái mảnh đá, một miếng sầm dán lên một chỗ đó, rồi kiếp lắm. Cho nên tùy vào tiền nghiệp mà mình đi vào cảnh giới nào, và trong cái cảnh giới đó mình thích và mình ghét khác nhau, thấy chưa? Cái tiền nghiệp. Rồi cái thứ hai, cái vô này phải nói thêm chuyện nữa. Chính vì tiền nghiệp đó là một trong ba điều kiện dẫn đến cái chuyện thích và ghét, nên trong đời sống thường nhật của chúng ta mỗi ngày, đặc biệt đối với những hành giả tứ niệm xứ sống chánh niệm, chúng ta phải luôn sống chánh niệm. Làm gì biết nấy, nói gì biết nấy, nghĩ gì biết nấy, để làm để gì, nó có tới 800 lần. Lần thứ nhất là chúng ta luôn sống với tỉnh thức, đời sống chúng ta luôn nằm trong sự kiểm soát, nghe kịp không? Chứ nếu mà lơ lỏng một cái, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta có nhiều cái con đường để chúng ta chìm sâu trong đó, để nghe kịp không? Chúng ta phần lớn thời gian trong ngày chúng ta sống toàn là bằng tâm bất thiện, phần lớn tham sân si ái mạng kiến nghi suốt. Chỉ có hạt giả thứ niệm xứ trừ lúc ngủ với lúc thức, họ thường xuyên tỉnh thức, làm gì biết nấy, một pháp môn nghe rất bình thường nhưng mà nó rất là sâu thẳm, sâu sắc. Chính vì sống chánh niệm đó, mình mới biết rõ mình đang có mặt trên cái con đường dẫn về cảnh giới nào. Trong tăng chi bộ nó còn dạy thế này: chỗ nằm ngồi nào mà ta sống bằng phiền não tham sân si thì chỗ ngồi đó là chỗ ngồi, chỗ nằm của đọa xứ. Có hiểu không? Con ngạo quỷ cả đời đối khác, còn con người cả đời khác tùm lum, có lắm không ta? Khác tình, khác tiền, khác quyền, khác tùm lum hết. Cho nên khi mà mình sống với lòng khao khát hoài vọng thì mình đi, lúc đó mình đã là con ngạ quỷ rồi. Khi mà sống với lòng tị hiềm, ghen ghét, đố kỵ, sân hận, kiếm chuyện, lúc đó mình đang sống trong cảnh giới của Atula, của Dạ Xoa. Còn khi nào mình sống trong cái cảnh giới hưởng thụ là lúc mình đang sống trong cảnh giới của các loại bàn sân, heo, bò, gà, vịt. Còn khi nào mình sống trong cảnh giới hiền thiện, vị tha,
thiền định chánh niệm trí tuệ, thì lúc đó mình đang sống trong cảnh giới của thánh hiền, của hiền nhân, nghe kịp không? Cho nên chính vì cái tiền nghiệp mà nó đẩy mình vào một cảnh giới nào đó, và trong cảnh giới đó nó có một cái điều kiện thứ hai, đó là khuynh hướng tâm lý. Do tiền nghiệp tôi làm một người lạo, rồi khuynh hướng tâm lý nhiều đời của tôi sanh ra tôi theo đạo Phật hoặc theo đạo Chúa. Đừng quý vị đừng nghĩ rằng người Sri Lanka không có đạo Chúa, Sri Lanka có đạo Chúa. Cái thời đô hộ của người Bồ Đào Nha, và cách đây mới biết hôm nữa có một ví dụ đất phơm ở Sri Lanka, mình thấy 90% người Sri Lanka là đạo Phật, nhưng mà cũng có một thiểu số là đạo Hồi và đạo Chúa. Đạo Chúa là cái hai nhánh Catholic và Tin Lành, Tin Lành có hết. Cho nên cái chính tiền nghiệp nó đưa mình vào cái cảnh giới này, nhưng mà chính cái khuynh hướng tâm lý nó mới khu biệt, nó mới đưa mình vào cái chỗ nào trong cái bàn này. Cái thứ ba, điều kiện sống, điều kiện hiện tại. Điều kiện này nó gồm có bốn. Một, thường gặp ai, sống ở đâu, thường nghĩ gì, và cái thứ tư là thường nói gì, thường làm gì. Trong cái điều trong cái số ba đó nó lại có bốn cái gạch đầu dòng. Một, tôi nhắc lại nha, thích hay ghét nó do ba điều kiện. Một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường hiện tại nha. Thì trong cái môi trường hiện tại này ta lại mở mặt, cái môi trường hiện tại được có bốn: sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghĩ gì và thường làm gì. Thì chính bốn cái này nè nó trở thành là cái gọi là điều kiện hiện tại, xem chưa? Rồi về giờ, nãy giờ tôi mới có ôn lại những bài tôi giảng hoài đó, bây giờ bắt đầu mình vô sâu bài này giảng hôm nay. Chúng sanh trong đời theo A Di Đà mới muốn tìm. Tôi nói là bài gọi cái bài học đầu tiên là bốn thế. Cái người nào hiểu được bốn sự thật ra đây, mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ, thường xuyên sống với ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ, là có tập gì tạo á. Pháp môn tứ niệm xứ chính là cái pháp môn mình đề nghị chúng ta sống với ba cái nhận thức về khổ, tập và diệt nha. Thì là có năm cách mà nhận thức bốn cái bài học mà tôi vừa nói, bốn bài học về tứ đế, có năm cách. Cách thứ nhất là cách nhận thức của phàm phu. Phàm phu là sự là sao ta, là của mình, có nghĩa là tham sân si còn nguyên khi không mẻ ram nào hết thì gọi là phàm nha. Rồi mình nhờ mình nghe kinh, mình đọc sách, rồi mình tu tập để mình hiểu được lớp lớp ba mớ về bốn đế, thì đó được gọi là cái nhận thức về bốn đế của phàm phu. Khi mà anh hiểu lớp đó thì cái khả năng thoát khổ của anh cũng cộng lợm trợm, nhớ nha. Cho nên trong đạo Phật cũng thường dạy rằng con hiểu vấn đề đến đâu thì nó được giải quyết đến đó. Cái câu đó là nếu mình chơi cơ nghe con cũng hiểu, con hiểu được vấn đề đến đâu thì con giải quyết được. Là câu nào như qua đời thì cũng đúng lắm. Mình hiểu được vấn đề đến đâu thì mình giải quyết được đến đó. Tự nhiên các vị tôi khó chịu quá, còn bị ngồi với con ngồi lâu khó quá nè, con khó chịu lắm. Okay. Ông thấy cô kia ngồi tôi đau giùm. Ok, chắc thí tòa đi, thí tòa. Bạn trẻ như 70 rồi. Có cần cái cao không? Cái cao này nè. Nói thiệt tuổi thì bà buồn mà không nói thiệt thì bà đang không. Đừng thấy cao rồi, khi đưa cái cao rồi, đưa cái cao rồi, đưa cái bà đau vậy. Nó đừng cãi, mình tưởng não, chính não đắc thọ của mình. Anh người khác ra vô, anh đừng để như cửa. Thì em cũng lão lắm rồi. Lão rồi, ok. Nghe kỹ nè. Cô Thanh qua còn cái nhỏ cho cô Thanh gọi đi. Rồi nè. Mình quên để mà kể câu chuyện này. Có các bạn mới đi chợ Phú Mộc Thọ, đi xe bus và về mà có một yêu. Cái thằng con nó thư kỳ, bấm nó qua đây nít không có dạy. Cái gọi người lớn mình không có nhường chỗ. Cái đứa con nó đâu thấy ba già rồi nó nhường. Cái ba nghe ba vui.
Bữa sau bên chợ vẫn còn buồn nữa. Đứa con nó hỏi có tại sao buồn, bữa nay có thằng nó nhường cho tao. Có nghĩa là nghe vậy không? Tôi chú ý đến con này vì tôi biết tuổi của con này. Mà tôi không chú ý đến con vì trong mắt của tôi con ngon lành hơn cái bảo chắc này. Mà cô lại tưởng là tôi là mua lòng cái bà này. Mà có lý do nghĩ khổ là mà được cái cổ là mình chứ không mọc, sợ chứ không mọc lắm. Người có tiền sử sợ. Ở trong đạo mình nó có một lời với Đức Phật ngày ngày hỏi Chư Tăng vậy chứ, này các tỳ kheo trong một hội chúng đông đảo tỳ kheo mà chỉ một chiếc ghế duy nhất thì các tỳ kheo sẽ nhường chỗ cho ai? Thì các tỳ kheo nói ông nào xuất thân ngon là nhường trong đó, vua chúa rồi vậy đó. Rồi ông gì ông nói là ông nào giỏi giáo lý, ông nào có thành thông, ông nào đồng đà thiền định là tụi lưng thì Phật nghe nói không dành cho ông nào lớn tuổi. Bởi vì cái tiêu chuẩn đó là dân chủ nhất, không ai giống hết. Còn ví dụ như đó, ông đâu giỏi giáo lý nhất, thứ nhất có người giỏi hơn, thứ hai tôi đâu có chịu. Chắc gì tôi chịu ông này giỏi hơn không? Tôi hiểu không? Vì cái giỏi nhất nó rất là trụ tưởng, nó rất sát, nó không có cái gì nó rẻ hết á. Cho nên tốt nhất là cứ căn cứ vô tuổi là cứ móc cái camera xanh ra là lựa cho đúng không? Quá đi bắt qua là biết tuổi nội đâu. Cái này này, nhắc lại, thấy được vấn đề của mình đến đâu thì mình sẽ giải quyết được đến đó. Thì giờ bây hồi nãy tôi nói cái nhận thức về bốn đế đó, bốn sự thật đó, nó có năm cách, tôi nhớ không? Cách một là cách của phàm phu. Khi mình hiểu được bốn đế và cái kiểu của phàm phu lúc đó, tại sao như lúc đó? Tại sao? Là bởi vì mình nói cho vua này thôi. Chứ mình nghe giảng về vô thường cổ vô ngã người, vô thường cổ ngã không lúc tới hồi mình ra rồi thấy chiếc lá sấm mới mùa nó chạy nó nổi dịch lên mình cho nên cái biết mình mới làm biết lắm đâu. Thì cái biết đó là cái biết của phàm phu, đó là cách biết thứ nhất. Cái biết thứ hai là cách biết của vị tu đạo quả. Cách biết của vị thánh sơ quả là cách biết của họ nó sâu sắc và nó rõ nét hơn của phàm phu rất là nhiều. Cho nên cái vị đó tu đạo quả là cái thành thánh đầu tiên á, không còn là phàm nữa, thành thánh đầu tiên. Với cái thấy tuy không rõ lắm nhưng mà đủ để cho vị này không còn khả năng tái sanh tám lần, chỉ có 7 lần thôi. Nghe kém không? Tôi nói hoài một cái ví dụ là quý vị nghe đồn là tôi chửi quý vị, quý vị giận lắm. Rồi thiên hạ sống lệ can gián giải thích đủ điều. Trong đó có má ruột của mình á. Má nói, sư không nói vậy đừng có giận không được nghe. Thì mình nể má, mình tin má nhưng mà trong bụng mình cũng gần ngỡ. Biết đâu má muốn yên chuyện, hiểu không? Giờ chỉ có một cách là cho mình coi lại cái clip mà ổng nói chuyện á, hiểu không? Cái clip mà ổng nói chuyện chiều nay nè, thì mình coi là đúng rồi, đó là hiểu lầm. Cái bà nội kia, bà là người bà đã. Bà hiểu lầm đó là bà về, bà mới dịch lại cho mình nghe, nó đặt lái, hiểu không? Thì như vậy thì bao nhiêu các giải thích vẫn không bằng chính mắt mình coi lại clip đó, hiểu không? Thì tôi là quên cũng vậy. Mình không giáo lý cho bằng trời đi nữa, nhưng mà cái hiểu của mình về bốn đế đó, nó giống như là mình nghe đồn thôi. Giáo lý tối mình nó chỉ là người tình không chân dung, chỉ là tâm bằng không hồn nha. Mà phải là sự giác ngộ, sự thực chứng bằng chính cái sự thể nghiệm của mình. Và đó, mấy đó ở đâu nó ra trời? Tu tập. Chỉ có hành giả sống chậm rãi, biết mình nói gì, làm gì, nghĩ gì trong từng phút, từng giây, mà trong một thời gian dài, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, thì người đó mới có thể hy vọng là trở thành thánh nhân. Bởi vì hơn ai hết người đó thực chứng là cái thân này nó được cấu tạo như thế nào, nỗi khổ niềm vui của mình từ đâu mà ra, nó chỉ là sự lắp ráp của những ảo tưởng, của những điên đảo mộng tưởng. Thấy hiểu cái đó mộng tưởng không? Tôi nói hoài cũng có con người đó, ở đó mình nghĩ làm sao đó mà mình về mình mất ngủ vì mình thương. Rồi cũng có người nói nhiều năm sau mình mất ngủ rồi vì mình bỏ bám được, bám giữ cái giấy. Tôi chưa có vợ nhưng mà tôi biết cái cảm giác được đó. Có mấy người mật tử hộ tiền mình là lúc họ chung tôi nằm nhiều người lắm chứ. Ở trong đậu đàn của tôi của hè. Rồi tới lúc mà 2-3 năm quay trở lại tôi dồn, tôi nói trời ơi,
hồn. Giá mà nghệ chết luôn á. Cho nên học rất có thiệt. Ví dụ như là người ta nói này nói xấu một người, người ta không biết tụi nó ở đâu. Là có một cái nhân viên tình cờ là tụi nó này sốc dữ lắm nè. Có nhiều người khi mà họ rửa sạch cái này này họ không có chuyên mại gì biết không? Họ rửa sạch thì bao nhiêu cái hầm hố gì đó là nó ra hết, là lúc đó là le lưỡi luôn. Cho nên mà chưa kể là cái tấm, khi mình thương một người tôi nói ngoài mình bị xe 10 tấn bằng là cái chết một tấc vì nó nặng lắm. Nhưng có nhiều người chỉ bị một gram thịt cán thôi, chỉ bị một nốt ruồi đó, mình cưới họ về lại bỏ ở xe cán nữa. Trên có trường hợp người bị xe đè chết, bị đá đè chết, người bị nốt ruồi đè chết, tự nhiên nó đập lúc người chỗ mà dân phong đa gì đó là chết chết. Cho nên tất cả những cái mình thích và ghét đều là liên đạo bóng tượng. Và ở đó đâu nó ra là do tiền kiếp nhiều đời, nó có một mình có một ấn tượng là nó lưu dấu trong lòng mình. Các vị cứ biết trong cái criminology, trong cái tội phạm, trong cái hình phạm học đó, người ta có nghiên cứu cái tâm lý tội phạm là có những cái anh chàng do ấn tượng của thơ ảnh đến mình, ảnh đặc biệt ảnh ghét một hình ảnh của âm thanh nào đó, tôi biết đó không? Thơ đơ, thơ đá gì? Người ta là Nam Tông Bắc Tông cũng biểu tượng người Tông Đơ nó có hiểu vậy. Tức là có những người mà họ do một cái ấn tượng nào đó trong quá khứ của đời này nè, họ đặc biệt rất ghét cái giọng nói đó, cái tiếng cười đó rất ghét, hoặc là họ rất thích cái váy, cái vải màu hồng phấn, màu vàng chanh, họ rất là thích cái màu đó. Và khi họ thấy nó rồi họ bị cuốn hút đến mức họ phải phạm tội, họ chịu nổi. Và có anh nghe tiếng con nít khóc, ổng là kỹ sư, ổng là luật sư, là bác sĩ, mỗi lần anh nghe tiếng khóc con nít vào ban đêm là chỉ nghĩ đến chỉ biết là lấy con dao anh giải quyết cái tiếng khóc đó. Bởi vì nó là một ấn tượng rất là mạnh đầu anh. Thì với chủ đề trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta đã trải qua vô số tình huống, vô số cái hoàn cảnh, vô số cái môi trường sống, và mỗi lần trải qua như vậy nó để là chúng ta một cú vết hằn, một dấu ấn tâm lý cộng với điều kiện sống hiện tại, thì cái ấn tượng ấy nó lúc bây giờ nó trở thành cái hành động, nó trở thành cái biểu hiện, cái hiệu kiểu kịp không? Bất cả những cái thích cái ghét của mình, nhiều khi mình không có nghĩ mình hèn như vậy, nhưng tới lúc gặp chuyện mình mới biết. Những cái những người ở tù mà kể cho mình nghe, ở ngoài lịch lãm bao nhiêu, vô trong tù chỉ vì một cột đường thẻ, một điếu thuốc, họ có thể họ hại bạn kiểu không? Cho nên khuynh hướng tâm lý rồi tiền nghiệp và môi trường sống nó tạo nên cái gọi là thích và ghét chúng ta. Đây, cái chuyện thứ hai đó là tôi nhấn mạnh một điều, đó là do cái kiến của chúng ta về bốn đế nó quá mơ hồ đi, cho nên biết thì biết nhưng mà vẫn con đường duy em đi, có nghĩa là mình vẫn tiếp tục mình sống theo cái mình thích, nghe kịp không? Cho nên tôi nói ở đời có ba cái hành trang sống. Hành trang số một, cái style đó, cái style sống đầu tiên đó, là chưa biết Phật pháp, mình chỉ chạy theo cái mình thích. Cái này tôi ôn hoài mới còn nhớ không? Chưa biết Phật pháp, ta chỉ chạy theo cái mình thích, trốn khổ tìm vui. Khi biết Phật pháp ba mớ, chúng ta lấn ác hành thiện, được chưa? Nhưng mà đến cái bước thứ ba là chúng ta chỉ còn quan tâm đến cái tánh sanh diệt của thanh tâm, của buồn vui, của đời ước, cái kẹp không? Nhớ rất quan trọng, như là ba step. Step một là chỉ biết chạy theo cái mình thích này, từ đó họ biết đạo ba mớ thì biết chạy theo cái điều thiện, thích lập phước, thích hành hương, thích cúng bái, thích cầu nguyện, thích khấn hứa tầm lum hết, đó mới là step hai. Nhiều người họ chết ở step hai này, họ tưởng là họ đã là cao siêu, mà đó là cái rúng của vũ trụ, họ giờ cái đá mà biết đạo bao nhiêu rác như là chưa, họ mới đi cái bước hai. Vì sao? Vì ba trong ba step này đó, step một là chỉ biết cắm đầu chạy theo cái thích và trốn chạy cái ghét, bất kể thì nghe cái step này chuyện ác nào cũng dám làm hết. Cái step hai là biết lắm nát hành thiện, thì nghe nó cao siêu thì nó sang thiệt rồi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục đưa mình về những cái cảnh giới mà sanh tử, mặc dù nó ngon lành hơn nhưng mà nó vẫn là một góc nhà đang bị cháy. Trong kinh nói tam giới như hỏa trận, thế giới tam giới này nó giống một ngôi nhà là lửa đang cháy, thì có một tên thì nó chung tràn, nó trốn, có tên thì nó chung như là tắm, có trôi tên nó leo lên nóc, nhưng mà sớm muộn gì thì nó cũng là ra trò hết. Ở đây ai từng biết cái cháy rừng của Cali, cái việc khiếp lắm, nó cháy rồi thì trốn ở đâu cũng không thoát. Cho nên làm ác hay làm thiện cũng chỉ là để quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Cho nên cái step ba đó chỉ là sống ở trong một cái ý niệm
trong một cái nhận thức thường trực về cái nỗi đời hư ảo, về cái tính sinh gì của bạn thường, thông qua cái gì, thông qua đời sống chánh niệm. Nói nghĩa nó màu mè, thật ra chỉ đời sống chánh niệm. Chỉ có trong đời sống chánh niệm thì chúng ta mới có thể sống đúng tinh thần của Phật và của Tổ, dù chúng ta theo cái trường phái Phật giáo nào, cái dòng thiền nào, thì cái chuyện đầu tiên là cái khả năng tri mộng, đầu tiên là cái khả năng nhận thức được mình đang ra sao, đó là cái chuyện rất quan trọng. Cho nên theo cái tinh thần của A Di Đà, theo tinh thần của Pháp Môn Tứ Niệm Xứ, thì chúng ta học giáo lý hay là tu Tứ Niệm Xứ chỉ để phát hiện hai cái thôi: what is và how is. What is có nghĩa là cái thân tâm này, hạnh phúc đau khổ này, thế giới này nó được cấu tạo bởi cái gì, và thứ hai là how is, chúng ta đang ra sao, chúng ta đang đi biết rõ mình đang đi, đang đứng biết rõ đang đứng, đang nằm đang ngồi, đang vui đang buồn, đang cười đang nói, biết rõ mình đang làm cái gì. Như vậy thì biết rõ là mình được cấu tạo ra sao và mình đang ra sao, chỉ vậy thôi. Đó chính là toàn bộ tinh thần của Pháp Môn Tứ Niệm Xứ. Rồi, tôi trở lại năm cái nhận thức về bốn đế. Cái nhận thức một, học các vị biết có ba trí: văn, tư và tu. Trí văn có nghĩa là chúng ta biết vấn đề thông qua những gì nói, nghe hoặc là đọc, mà nói, nghe, đọc nha, đó là trí văn. Trí tư là những gì mà nó thông qua cái khả năng gặm nhấm, suy tưởng, chiêm nghiệm, thấm thía và tiêu hóa của mình, gọi là từ bước từ quá trình tư duy. Và cái thứ ba là trí tu, có nghĩa là cái biết nó đi ra từ cái đời sống thực chứng, cọ sát, rốt ráo với những gì đang diễn ra, là cái chánh niệm nha, cái chánh niệm. Rồi thì là có ba lịch trí như vậy, thì phàm phu chúng ta là chúng ta có ba trí đó, chúng ta không có. Nhưng mà cái trí đầu tiên là trí văn, đúng không? Mình biết bốn đế và trí văn, biết bốn đế và trí tư. Còn riêng cái trí tu của phàm phu nó ở mức độ rất là hạn chế. Tại sao tôi nói hạn chế? Là bởi vì các vị phải đồng ý với tôi thế này: tùy cái trình độ văn hóa của chúng ta mà chúng ta nhận thức vấn đề giáo lý khác nhau, đúng không ạ? Thế thì cùng có mặt trong một buổi giảng mà có những người họ thoải mái nghe cái gì cũng được, nhưng có những người họ rất là khó khăn, chật vật, chỉ riêng một số từ ngữ mà đọc họ nghe lỗi, chỉ không nói, đúng không? Cho nên trí văn không giống nhau thì trí tư từ đó cũng không giống nhau, mà nếu văn tư không giống nhau thì coi chừng trí tu cũng không giống nhau. Rồi, chính vì vậy cho nên trí tuệ của phàm phu mình á, dầu mình nói mình hiểu bốn đế, nhưng cái hiểu đó không đủ để dứt điểm cái dòng chảy luân hồi. Phải đợi đến cái biết thứ hai, đó là cái biết của vị thánh Sơ Hòa nha. Vị đó thấy rõ rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Vị đã thấy rõ cái khổ tập là gì, thì cái sống trong cái nhận thức về ba cái đó là được gọi là chính là đạo đế. Và khi trong các vị không hề nghe tôi nhắc đến bát chánh đạo, nhưng thật ra bát chánh đạo chính là ba cái nhận thức được cộng lại. Rồi với cái thấy của vị tu đầu quần ấy, hỏi các ngài vốn đế, các ngài sẽ trả lời cũng như mình vậy đó, nhưng mà cái thấy các ngài là cái thấy rốt ráo của cái tầng thánh đầu tiên. Cho nên là tôi hỏi các vị nha, một đứa bé 1 tuổi nó có thể biết nó là mẹ nó không? Không biết đâu. Nó chỉ biết mẹ là nó cảm nhận cái nhịp tim, biết cái gì đó. Nó lúc ở trong bụng mẹ đó, cái nhịp tim của mẹ rất là quen thuộc với nó, thì cho nên lúc nào chuyện xa 6 tháng 8 tháng nó biết nó là mẹ của nó, là nó dựa vào cái mùi và cái thanh nhiệt cộng với cái nhịp tim của mẹ nó thôi. Nhưng mà nếu đứa bé đã 10 tuổi thì nó có thể biết nó là mẹ nó không? Nhưng mà cái biết của một đứa bé 10 tuổi nó có giống như một người con 40 tuổi về mẹ mình chứ, khá là giống. Bởi một đứa bé 10 tuổi thì nó chỉ biết nó là mẹ của mình thôi, chứ còn những cái chi tiết râu ria về mẹ nó không bằng đứa 40 tuổi, đúng không? Đứa bé 40 tuổi nó biết đây là vợ của ba, là dâu của nội, là gái của ngoại, hiểu chưa? Biết mẹ mình là người Huế, làm dâu xứ Quảng, hiểu chưa? Mẹ mình biết nấu ăn, mẹ mình biết mai giá, rồi mẹ mình là biết cái này ngoại ngữ, hoặc là mẹ mình là người khuyết tật, mẹ mình có thi hóa hậu, hoặc mẹ mình từng giải phẫu thẩm mỹ, blah 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 blah. Tất
tất cả những cái chuyện nó về mẹ đứa bốn người biết hết đúng không? Trong khi đứa bé 10 tuổi thì nó không biết nhiều vậy đúng không? Nó chỉ biết là mẹ hết. Rồi ở đây cũng vậy, phàm phu mình biết bốn đế y như một đứa bé, còn cái chuyện mấy tuổi hay không là tùy vào mỗi phàm phu, hiểu chưa? Có những người họ hiểu bốn đế theo cái kiểu là đứa bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi. Thì cái kiến thức của phàm phu nó hơi khác nhau. Nhưng mà riêng về các vị thánh tu độ quần thì theo trong A Tỳ Đàm nói là trên mặt căn bản phải giống nhau. Mặc dù cái hạnh nghiệp quân tu nhiều đời thì vị này đa văn là vị kia đúng, nhưng mà cái riêng trong cái bản tứ đế là phải giống nhau, mới giải thoát giống nhau. Giống như thế này. Một nhà sinh vật học, ổng đứng trước một cái luống rau thì đương nhiên cái biết của ổng về những thứ giống rau đó nó hơn cái cha không biết chữ đúng không? Nhưng mà hai người giống nhau một điểm là cả hai người biết đây là ngò gai, tía tô, húng lũi, kinh giới, đúng không ta? Thì cha biết chữ, cha cũng biết vậy. Nhưng mà đằng sau những cái đó thì cái biết của nhà sinh học nó nhiều hơn, có phải không? Anh biết trong đó có thể extract ra chất gì, chữa được bệnh gì, nó độc hại ra sao, nó lợi ích gì, bla 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 bla. Còn riêng cái thằng cha nhà quê không biết chữ thì nhỏ chỉ biết đại khái là kinh giới ăn với cái gì thì là ăn với cái gì, rau ôm, ngò gai, húng lũi ăn với cái gì khác thì đã biết hơn nữa, hoặc là khá lắm thì đã biết là cái rau này trồng trên cạn được, trên khô được, rau này phải trồng ở nước sắp, hoặc khá hơn chút nó biết rau này tính hàn, tính ôn, tính nhiệt, rau này đắng, cay, chua, ngọt, lắp 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 lắp. Chỉ còn mà biết nhiều như cái thằng cha mà sinh vật học thì không bằng. Đây cũng vậy, thì ở đây là cái căn bản thì các vị thánh tu đồ quần đều thấy giống nhau hết, cho nên cái thấy đó giúp cho vị này chặn đứng dòng sinh tử luân hồi, để vị này chỉ còn có thể tái sanh nhiều lắm là 7 kiếp mà thôi. Thêm một cái thấy lên cái tầng thấp nữa đó là tầng tư đà hàm, vị đó thấy cũng thấy cái chuyện mà ông tu đồ quần cũng thấy, nhưng mà thấy rõ hơn. Với cái rõ hơn này vị đó cắt đứt thêm mấy kiếp tái sanh nữa nha. Vị tu đồ quần có thể 2 lần trở lại cõi dục và 5 lần đi về cõi sắc, nhưng mà riêng vị tư đà hàm thì chỉ có thể trở lại cõi dục 1 lần mà thôi nha. Rồi vị tư nào vị ana hàm thì không thể trở lại cõi dục mà vĩnh viễn phải đi về phạm thiên, nhưng mà riêng cái thấy của vị a la hán thì là cái thấy rốt ráo. Cái thấy của cái người mà hồi nãy tôi nói nghe cái clip đó, coi cái clip nhớ không? Giờ còn nhớ cái ví dụ đó đơ gì tức là cái clip, và tức là quý vị nghe can giác đủ điều mà các vị không có hát giận, phải coi cái clip đó mới bị thì ra. Cho nên ở đây tôi kể cho các vị nghe một ví dụ nhỏ thôi. Nhà mình có một người lớn tuổi bị lãnh mà mình rất là thương. Tôi nói quý vị nghe rõ không? Nhà mình có một người lãnh mình rất là thương. Một buổi chiều kia mình nghe là hàng xóm nói dưới chân cầu có một cái xác chết trôi. Các bạn cũng muốn chạy ra coi không? Kể cả một chiều nay mình không thấy bà ngoại của mình, bây giờ mình nghe cho mình có muốn chạy ra không? Rồi. Khi chạy ra như vậy các vị có muốn cái xác đó là bà ngoại hay không phải bà ngoại? Không muốn bà ngoại. Không muốn bà ngoại nhưng tại sao chạy ra đó? Hoàng Nghi chạy ra, Hoàng Nghi chạy ra. Tiếng Việt Nam tôi nói lại, mình bà ngoại mình rất là thương, bà ngoại bị lạnh còn phải đi tập lớp ra. Cho nên đó là cái chuyện mà bà ngoại có đề gì thì cái gì đó có gì lạ đó. Nhưng mà mình quá thương ngoại, mình nghe nó còn một cái xã người già ở dưới chân cầu thì mình chạy ra mình coi. Nhưng mà khi mà mình chạy vậy cái tâm mà nó mâu thuẫn lắm. Một là mình dứt khoát mình không muốn người đó là ngoại, nhưng mà cũng có lòng nghi, để nếu mà mình dứt khoát phải ngoại mình chạy ra làm gì, nó chạy ra coi à. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà mình nhìn mình biết chính xác không phải là ngoại rồi thì cái khổ tự nhiên biến mất luôn, thấy chưa? Đó vấn đề là chờ bà. Rồi đó là ví dụ thứ hai là cái cô này cũng nghe cái hàng xóm đó tầm của bà ngồi với con nhỏ nằm nó đẹp lông lẫy mà bên xa mà nhà cấp cái chuyện này mà thì phải chạy xe với tốc độ bàn thờ 100 cây dúa một giờ, có khi bà chạy riết rồi đó thì bà một cái số vậy
thì bà ra đó thì bà mới phát hiện ra đó là đó chính là người em ruột của người chồng em chồng á, em chồng mà nó ở đâu đó nó tấp về, là dĩ nhiên ông chồng đâu đâu phải lúc đầu cũng còn thôi, thì thình lình hai anh em gặp nhau vậy thì bà hai anh em nhận thì em thì tính là tối nay về nhà ngủ nên không cần báo gì dâu chi. Rồi khi mà bà chị dâu mới nghe giọng chạy biết đến đây, khi bà biết rõ chính xác rằng cái người gái tuyệt đẹp đó không phải là ai mà chính là em ruột của chồng thì sao? Nó ngủ ngắt đúng không? Chính xác. Ở đây cũng vậy. Mình khổ, mình vui, mình thích, mình ghét là do mình không biết cái xác kia ở dưới cái cầu đó là phải bà ngoại mình này không? Mới hiểu không? Khi mình biết chính xác rằng cái xác đó không phải là ngoại thì ta bèn đúng không? Hết cái rẹt liền không nè? Hết liền không? Thấy tôi cũng được, tôi biết không phải còn ai thôi. Rồi người ta nghe nó có bạn nó hẹp lòng lẫy, nhưng mà ra tới lần tiếng đó là em chồng, tự nhiên cái lòng nó nhẹ liền đúng không? Đó, ở đây cũng vậy. Không, tự nhiên người nát lắm, tự nhiên không phải bà ngoại là được rồi. Cho nên là cái quả vị thánh nhân là gì? Là thấy, cho nên nó trong cái tiếng Phạn để gọi cái quả vị tu đầu quờ nó có nhiều chữ ghê lắm. Nó nhiều chữ lắm. Có chữ gọi là sô ta bát tỷ hoặc là sô ta ban ná. À, nhưng mà nó có một cái chữ nữa gọi là chữ đát tánh ác, có nghĩa là sơ ngộ, có nghĩa là cái người lần đầu tiên mà thấy được cái bốn đế. Khi mà thấy được bốn đế rồi lòng không còn nghi ngờ gọi là phân nữa, biết chính xác rằng mọi thứ ở đời là khổ, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Thấy rõ rằng tất cả những gì thương thích ghét sợ đều do điên não mộng tưởng mà ra, mà thấy bằng tất cả sự rốt ráo thì lúc đó vị đó mới được gọi là thánh. Còn thấy lúc đó ở mức nào thì mình cứ dựa vào đó gọi là sơ nhị tâm tứ hoạt, và với thấy đó cắt đứt được bao nhiêu cái là còn sót lại bao nhiêu còn như cái kiếp tại sao. Thì trong kinh có cho ví dụ thế này, cái quả vị tu đầu quần giống như là cái người đi đêm mịt mù, không trăng không sao, không đèn đốm, không ánh sáng, tình lình thấy trời nhán lên một cái, vị đó nhìn thấy trước mặt mình có hồ nước, có lâu đài, hiểu không? Thấy được hồ nước là người vừa thấy nhán xong rồi bị đó phải tối thui đó lại, nhưng mà dầu vẫn tiếp tục đi trong bóng tối, nhưng mà vị đó biết chắc phía trước mình là cái gì đúng không? Ví dụ như giờ mình đang trên đường đi về nhà ngoại đi, thì cái trời nhán vậy mình thấy nhà ngoại mình là dầu bây giờ mình tiếp tục đi trong bóng tối, nhưng mà mình có tin chắc đó là nhà ngoại không? Yeah, chắc chứ. Mình nói Việt Nam nhiều khi ông thấy nhà ngoại chứ quẹo nhà bà hàng xóm không, mà chắc chỉ nói chuyện khác. Rồi cái vị Tư Đà Hàm là cái người thấy được trời nhán lần thứ hai. Thì như vậy thì khi thấy lần thứ hai thì cái thấy của mình nó sao ta? Cái xác định nó đậm nét hơn đúng không? Vị A Na Hàm là giống như cái người mà thấy trời nhán lần thứ ba. Còn vị A La Hàm thì giống như lúc trời đã sáng hết nhán. Mà tôi vừa nói A-la-hán có bà nó nói trời nhát là chú tin. Tới vì A-la-hán thì trời sáng bét rồi, nghe không? Khi mà tôi nhắc lại lần nữa, vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Cái câu đó phải xâm lên sáng. Không có tôi thời gian người thành đại ca hết. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Nha, cái đó rất là quan trọng. Ngày nào mà mình còn len lén âm thầm mà nghĩ rằng cái gì đó nó hay hay trên cuộc đời này, thì ngày đó mình chưa có hiểu được cái sự thật đầu tiên là một số thứ là khổ, hiểu? Có một cô Phật tử cũng giúp đỡ đắc lực cho cái làm mà cổ nói chuyện với tôi, cổ nói thầy nói chuyện thì thuyết pháp bớt nói dùng cái chết được không, nghe ghê quá, trước sau cũng chết thôi để sống thanh thản. Thì tôi nói cô ơi, có hai cách sống thanh thản. Cách một, quên mất cái chết để được sống thanh thản. Cái thứ hai là luôn luôn nghĩ đến cái chết để mà sống thanh thản. Thì cách thứ hai nó có vẻ nó trưởng thành và nó chắc chắn hơn. Chứ còn cách một mà mình né mình không dám nghĩ tới nó thì nó vẫn còn đó, mình không dám đụng tới nó chứ nó vẫn còn nằm trong đó. Như tôi biết có cái cô của sự chủ, cô nằm ngủ nghe cứ nghe rộn rè cái gì cái khăn nó rớt xuống, thì cũng biết cái đồng rạng nằm trong cái khăn mà cũng không dám dở cái khăn lên, tại nó có lần tôi giảng bài thì cũng phải đem cái câu chuyện để cô kể tôi nghe.
Cô nói rồi trước kia nó khổ muốn chết luôn, mình thấy nó nằm trong đó chứ không đâu có chừng. Ở chỗ cô thấy em mới hâm. Cuối cùng thì cái thằng em trai của cổ á, nó đi đi toilet đi nghe, nó nói xong rồi bà mở đèn sát vậy mà nó là cái gì chuột. Thằng em trai lẫn dở lên con dán, bả là muốn sẽ dán thì chuột. Thì khi mà cái vấn đề nó còn nằm nó bất lắp á, là bả cứ suốt đêm mà đi yên tâm là nó con chuột, bả sống với cái ấn tượng về con chuột, thấy kịp không? Như bật câu chuyện mà tôi kể, kể anh sinh viên một hướng nhà mà thật mới lần nó đi về khuya nó đá chiếc giày vậy nhá. Thì bà chủ động bà bực mình á, bởi bà nói là mới lần cô gái dạy tôi ngủ mà được, còn bỏ cái tật đó không rồi tôi đuổi cậu đi. Anh hứa thì một bữa đó ảnh đi về khuya cũng đá một chiếc vậy, rồi bà đi bà cứ chờ chiếc thứ hai mà chờ hoài tới sáng mà bà hình ảnh chịu đá. Thì cuối cùng bà mới lên bà đập cửa mà tại sao còn chiếc nữa mà không đá. Anh ơi cái này lạ, tôi không đá là bà phải biết là tại tôi quên tôi đá mà tôi nhớ là tôi kèm chiếc thứ hai, phải không? Chính đây là chiếc thứ hai. Đó không, tôi chờ cái này chơi luôn cái chiếc thứ hai tôi ngủ mà tôi chờ từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mới chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mang thì dọn đi chứ, rồi tao ngồi phải chờ cái hồn dũng thu để thấy được rồi, chờ cái hồn dũng thu. Cái là hoang tưởng, cái là nó có vấn đề, nó có phải trong lượng thư của bắt truyền hoặc có kẻ cái dùng hình ảnh đó là thấy sợi dây mà tưởng là con rắn tổ cái thanh đó, tức là mình khổ là vì và bên Nam Truyền có cái ví dụ là thấy gò mối tưởng là con cọp á, thì cứ xuống đây không dám đi đâu, cứ thấy gò mối cứ rung và đó là sáng bét họ cái đó cứ gò mối. Cho nên chúng ta khổ là vì chúng ta không chịu nhìn ra vấn đề, chứ nếu chịu khó nhìn nó, chúng ta biết trong cái liệu pháp tâm lý đó là cái psychotherapy á, nó có nhiều cách để mình quá giải một vấn đề tâm lý, nhưng mà còn một cách đó là một là lãng tránh, hai là nhìn thẳng vào đó. Nhất là mấy cái phobia, mình sợ chiều cao, sợ chỗ hẹp, biết mấy cái phobia đau dữ. Phobia là một cái tâm bệnh, một cái kiểu tâm bệnh mà nó khiến cho bệnh nhân có một cái nỗi sợ đặc biệt với một cái gì đó. Ví dụ sợ độ cao, sợ chỗ hẹp để chạy như tôi sợ nhất là tôi đi vô những cái đau thao mà họ cất mấy cái building nó cận nhau quá, tôi cảm giác là nó sẽ khép lại. Hoặc là tôi đi qua Thái và có những lần tôi phải đi vô cái hẻm mà hẹp á, đường xuống mấy bến đò á, mặc dù cái chuyện đó không có nhưng tôi vẫn sợ. Là tôi nhìn qua gặp tôi nói trộn tao đèn thằng nào nó có con na là chắc xong, hiểu không? Mới chuyện đó không có làm gì có ai mà chắc na cho nó, nhưng mà tôi thấy cái hoàn cảnh đó mà nó chạy là chắc cũng thành Batman mới sống nổi thôi. Cho nên đó là khi chúng ta không nhận ra được vấn đề thì chúng ta mãi hoài sống trong cái hoang tưởng. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình cháu đó là phải nhận thức mọi thứ, là cổ thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong cổ. Bài này nghe rất là xáo mòn cũ xì nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì không thuộc bài này chúng ta đi đâu chết đó. Cách chết nhất là không thuộc cái công đức này chúng ta tha hồ làm ác. Thứ hai, chúng ta dù có sống thiện cũng là sống thiện trong cái kiểu điên đảo vọng tưởng, làm phước được danh được lợi, làm phước để có y báo chánh báo được sanh về cõi này cảnh kia tùm lum hết, khổ vậy đó. Chỉ có cái người mà hiểu được cái tánh sanh diệt, thấy rằng tất cả những mọi hiện hữu ở đời do duyên mà có rồi phải mất, thì chỉ có cách sống đó đó là an toàn thôi. Còn hãy ngày nào mà chúng ta còn có cái thích, còn có cái ghét, còn có cái đầu tư là ngày đó chúng ta còn khổ. Nãy tôi có nói tụi nó có nhanh lắm không? Bình thường các bạn chữ lộn nói nhanh hơn mình. Khi mà chữ lộn nó giữ nhanh hơn mà mình vẫn nghe không sót chữ được, biết không? Thì cái thứ nhất á là do không hiểu bốn đế nên ta tha hồ làm ác. Hai, do không hiểu bốn đế nên ta đắm chìm trong cái thiện bằng một cái nhận thức rất là trẻ con. Thí dụ cái này sẽ là một cái, tôi làm đang làm một chuyện mà gây va chạm toàn cầu được, do không thấm thía được cái bài học bốn đế này, nhiều người đã bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết để đi vô thiền viện, mà do bài thuộc bài này học không hết, học không thuộc, cho nên vào đó ngồi thấy hơi lâu lâu, tôi thấy mình hay, hiểu, ngồi thiền hơi lâu á, ngồi 3 tiếng, 5 tiếng thấy mình hay, thấy người ta ai cũng năm giới, mình 8 giới là mình hay. Thế là cũng giữ ở thân mình là đại thí chủ, mình đúc nhiều chuông, xây nhiều chùa, đóng nhiều kinh, mình thấy mình hay. Ngồi thiền lâu lâu thấy mình hay.
ngồi 2 tiếng mà bà kia nhúc nhích nhiều, mình không nhúc nhích thấy mình trời nóng le lưỡi luôn, mình đổ mồ hôi nhưng mà vẫn gồng gồng bả, cứ lâu lâu lén lén làm vậy. Vậy là mình hay nói chung là bữa sau được cái gì cũng mình hay. Lúc đầu là mình thấy mình có cái gì đó mình hay, sau cùng mình thấy người ta bị gì đó mình cũng hay nữa. Có này không? Có nữa. Lúc đầu là mình thấy mình được cái gì đó là mình hay đã đắc hạnh rồi, sau cùng mình thấy người ta bị cái gì đó mình thấy mình hay nữa. Coi như nguyên cái quá trình thành thiền đó là toàn là quá trình thấy mình hay không? Mà cái đạo Phật nó quái gở một chỗ khi anh thấy anh hay, có nghĩa là anh đang dễ. Nó lạ như vậy, cái đạo Phật mình quái lắm. Khi anh thấy anh hay, anh giỏi, anh cao siêu là anh dễ. Vì sao? Vì vị La Hán không có cái nhận thức quái gở. Vì A La Hán vẫn biết rõ nữa này thiện, nữa này ác, nhưng mà cái biết của các ngài không phải là biết bằng chấp, nhưng mà cái biết của các ngài nó còn nhẹ hơn là cái biết mà mình biết đây là lá vàng và lá xanh nữa. Nó bị năng biểu. Ví dụ nữa. Ok. Mình biết rằng đây là con ruột của mình, đây là con của cha hàng xóm mà mình rất là ghét. Khi mình nhìn hai cái đứa này, cái cảm xúc, cái emotion, cái feeling, cái tiếng thì của mình nó có khác không? Rồi, khác nhiều không? Nhưng mà khi các vị nhìn, các vị biết đây là cái lá vàng, lá là lá xanh á, cái phần trong lúc phân biệt cái cảm xúc của mình nó có khác nhau nhiều. Quá. Lá là vấn đề nó nằm chỗ đó. Lá là lá thì ngồi giờ cái mùa này nó ra hè gì đó rồi không. Hè về sớm rồi thì nó cái này mấy ngày tôi đi ở San Francisco về, trời ơi mày đi ăn San Jose hoa vàng nó đầy đẹp lắm, nhưng mà đẹp là đẹp thôi chứ lòng nó cũng dân vậy chứ. Nếu mà nhìn hai con người, một người mình thương người ghét thì mình nó khác. Thì cho đừng về có chỗ đi nghe những cái khoảng núi trọc quá, thì núi trọc là toàn đá không vậy, thì tôi đi nghe giờ rồi chỗ này thấy ghê, chỗ này nhìn thác nước thì chứ rồi thôi. Chỗ nào thấy hoa vàng mọi cái là đẹp được chứ rồi thôi. Nếu mà nhìn thấy con người thì khác, nhìn con của người mình thương mà nhìn con của người mình ghét thì cảm giác nó khác, nó nhiều lắm. Thì A La Hán cũng vậy, cái ngày không phải là đờ đến mức mà không phân biệt cái là biết chứ, nhưng cái biết là biết chứ không phải là phân biệt. Như mình biết đây là lá vàng, biết đây là lá xanh, tâm nhẹ nhàng thanh thản của mình, mình biết để mà ghét, biết để mà thích, biết để mà theo đuổi, biết để mà trốn chạy. Hiểu không? Ok. Và một ví dụ khác, một đứa bé 3 tuổi rất là thích đồ chơi, khi mà mình đưa cho nó nguyên một cái rổ, cái cảm xúc nó khác. Còn mình 40-50 tuổi mình đưa nguyên cái rổ đồ chơi, cái cảm xúc mình ai mà đưa nguyên cái rổ khác bắt, tôi ghét nó lắm, mà không dẹp, các bạn hiểu không? Cho nên đêm nay tôi tuy tôi giỡn mà con vui mà đừng buồn ngủ, nhưng mà thật ra tôi muốn nói một chuyện là toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong một chữ, lúc tu một chữ và lúc đắc một chữ. Đó là chữ thấy và chữ buông. Thấy để mà buông. Bởi vì là tôi kể ngoài câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc. Tôi nói sau này có đó mình không nên kêu là cái chuông mà mình nên kêu là cái buông ấy. Nghe hiểu không? Kêu cái, mình kêu đó là cái buông nó hay hơn là kêu là cái chuông. Rồi tôi kể bà con nghe câu chuyện một vị hòa tử miền Bắc. Thấy đệ tử gây gỗ nhau ngày kêu đệ tử vào hùng viện để đúc cái chuông mới. Đệ tử rất là ngạc nhiên hỏi thầy tại sao thầy nói đúc làm sao mà đánh chuông nó ra tiếng buông. Chỉ còn bây giờ ở chùa mình mới lần đánh chuông lớn là bon, chuông nhỏ là chen thì không có tu được. Cái nhất là có gì đó, có chỉ đó là con chị cười, có chị đó rất là sâu. Đạo Phật là buông. Và tôi có một đề nghị thứ hai nữa, đó là cái trống. Khi mình gặp người Mỹ mình đừng cái dịch trống là trăm, mà mình dịch là emptiness. Chuông mình không có dịch là bell, mà dịch là give up. Bây giờ đa phần khi mới tiếp đạo mình chỉ give chứ không có give up. Biết hai chữ này sao không? Từ ghép khác và ghép áp khác. Cho nên cái chuông mà cái gì đó là ghép mình áp. Còn cái trống mình gì là emptiness. Chắc chắn là Mỹ nó sẽ nói mình dịch tật. Nó sẽ hỏi tại sao mình giảng nó nghe nó. Giáo nó cạo đậu đi tu. Nhưng mà nếu cái chuông là beo mình trống, trống là cái trống thì còn cái gì đâu tu. Đạo Phật mình quan trọng là buông và empty. Trong kinh mình có những nguyên tắc rất là kỳ. Bữa mình ốc tôi có giảng cái này rồi. Khi anh thích ôm, thích nắm quá nhiều thứ, kiếp sau sanh ra anh không có gì để nắm và ôm. Hiểu không? Cái gì cũng gom vô đó. Ai mà thích ôm, thích nắm nhiều quá, kiếp sau sanh ra không có gì để nắm và ôm. Ngược lại, ai thích cho ra đời sau có rất nhiều thứ để ôm và nắm. Cho nên, có câu chuyện thế này. Hai anh đã bị xe đụng, chảy măng này. Xuống dưới... À,
chú với ông ngủ á. Thì Diêm Vương nói bữa nay là cái ngày tổng vui, cho nên cẩm cho hai anh em được một điều ước. Bây giờ cái thằng Phú sao muốn là người cho, muốn là người nhận. Thì hai anh đến âm kia nó dạ con muốn là người nhận. Anh dạy cái nó thôi con được làm người cho đi, xin làm người cho. Cái Diêm Vương kia một xíu mới cái thằng mà thích nhận cái cho nên là làm ăn mày. Tại cả là thích nhận mà. Còn cái thằng thích cho lên cho nên làm nhà giàu. Vì nó thích cho nó phải cho nó cái gì nó cho chứ. Cái câu chuyện nó chuyện tào lao nhưng mà nó rất là sâu, hiểu không? Tại vì như trên đời này chỉ có thằng ăn mài mới là thằng thích giận rất nhiều vậy. Và chưa hết, cái giá trị của một con người không phải nằm ở chỗ anh ta có cái gì và nhận cái gì, mà khả năng trao ra của anh ta. Anh ta có hy hiến, anh ta có đóng góp được bao nhiêu kìa. Các vị không tin tôi nói thì các vị phải tin. Các vị nghĩ sao nếu ông Bill Gates ông giàu như vậy thì và các vị được cái gì từ ảnh? Trong khi tôi không có tiền mà mai mốt tôi có cái Calama 30 cốc, không cần sang chỉ cần sạch, không cần sướng chỉ cần tiền, bà con về đó tu thiền, tôi e rằng cái sự đóng góp của tôi đối với bà con này hơn một điều đấy. Như có một nhà cầu ở Paris, nó có ghi một cái câu của một cha nào như thế này: kẻ nào đấy làm nên cái toilet này còn vĩ đại hơn là sạch mà ngon đối với nước Pháp. Có hiểu không? Biết Sài Gòn không? Sài Gòn là những cái chiến nhờ có ông bên anh thì có ông Sarsi, Winston Sarsi bên Pháp, ông Sài Gòn bên Mỹ thì có ông Montgomery, ông Eisenhower, rồi bên châu Á có tôn gì cũng có ông Tưởng Giới Thạch. Thì nếu mà không có những nhân vật này thì cái diện mạo thế giới đã khác đi nhiều lắm. Cho nên Sài Gòn đáng được xem là cuộc cha già dân tộc. Thì là cái giá trị của con người nó nằm ở chỗ là anh cho ra được cái gì chứ không phải anh nhận nha. Rồi tôi quay lại. Khi mà một người đã hiểu rõ bốn sự thật, mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, thường xuyên sống như vậy là con đường nó khổ. Người hiểu được như vậy ở mức độ rốt ráo chính là bị ao lẹ. Khi họ hiểu như vậy họ không còn, dĩ nhiên họ không còn làm ác rồi, đã làm rồi, mà họ cũng không có thiết tha làm thiện nữa. Và vì tôi đã ví dụ rất là nhiều lần, vì a la hán coi tất cả những cái chuyện làm thiện công đức giống như là mình trồng hoa ở trong cái phòng giam tử tù vậy đó, hiểu không? Cái phòng giam tử tù không, tôi đang ví dụ như bây giờ người ta báo năm sau người ta sẽ đem bắn cô, rồi bây giờ thảo luận muốn trồng hoa không, cô có đủ cái hứng thú cái cặp luôn. Không, sau đó không hiểu đã tạo điều kiện cho cô ta thì cô cũng muốn trồng. Tại sao vậy? Có một câu không chịu nói, không phải không thích tâm trạng nào mà trồng. Chỉ các vị biết một chuyện là tôi còn báo mới biết là trong nước cái giấy tù tử tù nó còn cái tự kêu là trả án. Trả án là cái ngày nào bị lôi ra bùm á thì nó kêu ngày nó ngày trả án. Thì cái ngày giờ trả án của mỗi tử tù á, là thường không được biết trước, biết không? Tức là họ đưa vô trong một dãy như vậy á, thì mấy tử tù á, thường họ sống trong cái tâm trạng là ngày thức đêm ngủ. Mà tại sao đêm ngủ? Ngày ngủ thì thức. Bởi vì đêm á, từ lúc mà được đẩy vô cái phòng đó rồi á, họ sợ. Bây giờ họ có biết đêm nay là Chúa gọi đứa nào. Cho nên chỉ cần đang ngủ mà nó nghe cái tiếng dài của mấy anh chàng mà quản giáo á. Cái là trong đây là nó vãi ra, tiếng bắt kỳ là vãi ra quần, mà nó vãi ra xong phải mình là mình có những thoát được đen, rồi cái năm ba đêm sao êm thì nó lại có tiếng dậy nữa. Cho nên họ chủ yếu là ban đêm họ không ngủ được, mà ban đêm ngủ được ban ngày nó đúng đuối. Thì họ biết rằng tất cả những cái vụ mà giữa cột nó là thường là phải thường mà luôn luôn là được làm sáng sớm 4-5 giờ sáng. Cho nên nếu mà mặt trời lên thì mình biết mình sống được ngày. Kiếp như vậy thì một cái người mà sống bằng cái tâm trạng đó bây giờ có cho họ cái gì họ cũng không vui, hiểu không? Bởi vì nãy tôi nói là ăn mặn lòng sự tàu nhẫn, bởi vì thường người ta giết thịt, người ta giết luôn 3-4 giờ sáng để cho thịt nó tươi, biết không? Thịt nó tươi, cho nên cái giờ mình đang ngủ ngon là những con thú mà bị giết thịt hết, những con mà nó cho rét mít như bò, heo nó bị lùa chuồng để nó chết vào cái giờ đó, chết vào cái giờ đó. Cho nên chúng ta biết được rằng đó là
xét về mặt y học đó, ăn mặn nó cũng có cái ăn mặn nó cũng có cái bậy đó là đặc biệt là hết biết khi con cái con vật đó nó bị chết trong cái sự sợ hãi hay là giận dữ nó sẽ tiết ra adrenaline hay gì đó, thì cái adrenaline nó không có tốt cho sức khỏe mình, hiểu không? Cái gì còn có bệnh tủ không thì á là ăn chứ đủ dùng thịt ăn thì khi mình ăn chay á mà mình hiểu được cái đó là mình sẽ thấy ăn chay tốt hơn, nhưng mà có một điều ăn cái đó mà với một ý niệm từ bi thì rất là tốt, chứ còn nếu mà chỉ vì một cái nguyên tắc cứng nhắc, ví dụ mình ấn giáo thì nó sẽ lại nha, nếu mà ăn mình tự tập. Rồi tôi nói là lần nữa đó là khi chúng ta chưa hiểu bốn đế, ghi được câu này, khi chúng ta chưa hiểu bốn đế thì tự nhiên phải nằm trong hai nhóm, tự nhiên phải nằm trong hai nhóm hành động sau đây, hai lối sống và cách hành động, hai lối sống và cách hành động và cách hành động sau đây. À, cái này bắt đầu lý nha. Số một là sống và hành động theo phiền não, sống và hành động theo phiền não. Cái này đúng là tôi đọc một miệng cho nó nhanh, nhưng mà phải muốn bà con có cái đem về đọc cái nào báo đơn, báo đơn thích ghét sợ, thích ghét phải hết rồi, thích ghét sợ phải ghen tị bụng xỉn ba tấm rồi. À, và cũng chỉnh các bạn rồi ngộ nhận cũng chỉnh rồi ngộ nhận ba chấm rồi. Cái thứ hai là sống và hành động theo thiện pháp, vẫn đây đây là vấn đề. Vấn đề chánh tính nè, chánh kiến nè, chánh nghiệp nè, chánh ngữ chánh mạng, chánh tư chánh tính, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và chấp ở đây tôi biết ghi cái số 2 là nhiều người này bị sốc. Ủa, tại sao mà khi chưa hiểu bốn đế mà lại sống theo chánh tính, hiểu không? Vậy bây giờ bắt đầu nghe tôi giải thích nè. Phải ghi thêm câu nữa. Với ý đúng lại. Rồi với ý hy cầu quả báo, hy cầu quả báo nhân thiền, hiểu chưa? Vậy hiểu chưa? Đó, với ý hy cầu quả báo nhân thiền đó, khi mà chúng ta chưa hiểu bốn đế đó thì chúng ta phải nằm ở trong hai cái lối sống hành động sau đây. Một là chạy theo phiền não, tức là thết nè, ghét nè, sợ nè, tiếc tùm lum hết, nghe kiểu không, tị hiềm bủn xỉn ngộ nhận bla 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 bla. Số hai là khá hơn cái hạng một, chúng ta không có bị bại như cái hạng một, nhưng chúng ta lại lọt cái hạng hai, đó là chúng ta làm lành lắm giữ với cái ý hy cầu quả báo nhân viên, hiểu không ta? Giờ đó mình Việt Nam tôi biết được một cô đó, cô rất là giỏi giáo lý, cô rất là thông minh, cô có bằng cử nhân toán của Đức Vĩnh Long ấy, và cô lại rất là giỏi về thiên văn học vật lý, cô rất giỏi vật lý thiên văn, cô rất giỏi, và giỏi đến mức mà khi có những cái đoàn khoa học gia nước ngoài vào làm những cuộc hội thảo ở Việt Nam là cô là một trong những người mà được mời tham dự giỏi lắm. Mà cổ là một người con gái trời bắt sâu, có hiểu cổ có giá trị, tức là cổ là người duy nhất trên đời này mà tôi đứng gần tôi để hãi gì thì cổ
có một thời gian dài đó là cũng nổi tiếng là bởi vì chùa nào cũng biết, mà hãy chùa lớn đó, mà thấy một cái bó hoa hồng mà to đùng đó là của nàng, giống như là hoa mà Valentine vậy đó, không ai cúng mật mà ghiên gớm như nàng cả. Cái là nàng là bao nhiêu tiền là nàng làm cho một cái bó Valentine to đùng, nhưng mà mới là cho lover mà cho Buddha. Và nàng công khai nó luôn, đời sau nàng sinh ra đó là phải đẹp như hoa và phải được người ta cưng như trứng nấm như một, không hề giấu giếm cái ý nghĩa. Thì cái đó không phải là xấu, nhưng mà có điều nàng quên một chuyện nữa là có mặt trên đời này đã là khổ rồi, đi bước nữa là mang thân nữ là khổ, làm nữ không nhan sắc là khổ, làm nữ có nhan sắc cũng khổ. Nếu là một người hiểu đạo lúc đó mà ta chỉ cầu là đừng sanh tử nữa, chứ giống như bây giờ vô trong cái chỗ trại giam tử tù, đã tử tù thì bây giờ mình ước gì được sơ thì được nhốt trong cái phòng sân một tiếng được nghe nhạc trường vũ rồi được thấy cụ đậu rồi, tại vì đã tử tù thì nó có nghe nhạc nào, nó có màu tím màu hồng gì đi nữa thì phòng giam tử tù mà nha. Và sẵn đây tôi nói đây cho các vị, tôi mong các vị thanh thản để mà sống kịp thời chuẩn bị, chứ phải nói để cho các vị rung. Đó là thời gian sau này tôi thường bị một cái cảm giác mà tôi nghĩ việc là mẹ tôi hay là thầy tổ tôi chư thiên hay là do nghiệp tôi không biết, là nó tóm nhắc tôi đó là tôi bị mất thở trong lúc ngủ tôi nằm mơ tôi thấy tôi vô trong cái chỗ rồi đó, mà tôi ngợp quá đi, mà tôi thấy người ta ngồi ở ngoài mà cứ sổ mà đuổi đập đập đi, tôi thở không được, mở quả cái ngồi tôi cứ ngã cả lương rồi. Thì dĩ nhiên hồi tôi cũng vùng thoát được, nhưng mà nó lâu lâu là tôi bị cái đó một lần, là tôi thấy người ta ngồi đông tôi kêu tôi cho tôi biết tôi thở được nhiều lắm. Nó lâu bị thì chẳng ra tôi nói cho bà con biết là bây giờ mình yêu đời mình vui mình mới nghĩ đâu, chứ có lúc ngủ dậy cái nó đi luôn thì khỏi nói rồi, nhưng có lúc ngủ dậy cái có một bên nó không chịu nhúc nhích, nó cũng mệt à, và sẵn cũng mơ luôn. Tiền bạc, tình cảm, uy tín, quyền lực sẽ kết thúc vào buổi sáng ấy. Đừng nói với tôi là chồng tôi thương tôi, cái đó tôi không hứa. Bởi vì chăm sóc người mà liệt á, thời gian nó nản đi, nó nằm lâu á nó có mùi. Tính tôi đi bữa nào không sống tinh nằm thử 1 tháng nữa, nó có mùi, rồi nó quên, nó nằm trở ghẻ không mà. Rồi hồi mình còn sống thì mình còn đi đánh ghen được, rồi bây giờ mình nằm liệt rồi ghen với ai? Mình cứ thấy 10 giờ liếc đồng hồ là hồn dụng thua không thấy nó về, cũng chết rồi tình có tưởng mà giờ. Cho nên ngay bây giờ chuẩn bị để mà dọn nha. Sao ngộ, sợ cái chỗ tôi sợ linh hồn làm dâu. Mặc dù tôi đàn ông râu riêng luôn, nhưng mà tôi lại sợ làm dâu. Rồi tôi sợ, không biết một bóng người chết ở đâu, mà tôi cứ sợ là phải chết giữa bốn bức tường bệnh viện. Thì tôi có nằm bên đất mình, đúng không? Tôi đầu hôm thì tôi nằm với hai cha, nó không nằm nằm với một chiều, rồi hai cha cũng chịu nó khiêng cha đi, còn con cha đó với tôi. Thế khuya tôi dậy tôi đi toilet tôi thấy còn mình tội gì mà tôi nói tôi đâu muốn chết, tôi nói đừng chết đâu, đừng chết đây, mà tôi nói vô nó kia tôi đâu có hay cái gì, tôi nói là nó tôi bị đau là cho nên tôi uống thuốc giảm đau đó. Cho nên là ông thứ nhất đi thì tôi cũng thấy là mà ông thứ hai là coi như là ngàn thu có biết tôi có biết, mà tới hồi sáng để tôi kể tôi nói ông đi vẫn đi lầm là đi luôn trời, rồi tự nhiên vô đó tôi thấy người nó bẹo bọt nó bị gì. Mà hôm trước thì tôi về đây tôi có vô đó tôi đi xôi ruột ấy. Tôi gặp một cái cảnh mà tôi phải kể bà con nghe, mặc dù nghe nó hơi rùi bu á. Một cái cô đó hình như có là người Trung Đông, nhìn đó nữa, trầm tùm lum hết, đẹp nghe, người đẹp á, Trung Đông, mà mình mẩy tụi nó đeo tụi nó chói lòa như hàng gió đá vậy đó, mà khóc, bị đá đẩy mà khóc. Thì tôi nói với cô đi chung, tôi nói biết sao khóc ta, từ chết khóc, hay là tuổi khóc, hay là đau khóc, quá dư quẩn quá. Nhưng mà con hiểu tôi lúc là tôi quán chiếu ra. Mình nói cho bà câu quan rồi, bà nói dư quẩn quá. Bà nó hỏi đẹp như vậy, giàu như vậy, mà khóc là khóc cái gì? Thì tôi cũng nói nhanh là tôi nói cọc do đau hay là do tuổi mang âm hay là do sợ chứ. Nó dư quẩn. Nhưng mà thẳng ra cái hình ảnh của bà đó, nó ám tôi. Nhìn bà con lắm, giàu lắm. Mà tới hồi đụng chuyện nó vẫn khóc như nít. Thì hỏi trong đám này có ai đâu đã qua đẹp bằng bà đó.
có rồi, tôi bằng tôi đâu. Mà coi như là khi mà mình sống trong cái nỗi chết ấy, là cái sống trưởng thành. Người Tàu có một câu kêu là cư an tư nguy. Cư an tư nguy là sao? Có nghĩa là sống trong cái an mà cái nghĩa là cái nguy. Các vị còn nhớ trong Thành Điêu Đệ Hiệp, Thành Điêu Hiệp Lữ, cái Tiểu Long Nữ ngủ trên dây nhá. Nhiều người mà cái đầu tàu lao, cái đầu chỉ đội nón thôi đó, không để suy nghĩ, thấy nó bình thường. Một là nó cái là chuyện xạo. Mình nếu mà cái này mà biết suy nghĩ, cái đó rất là sâu. Kim Dung cũng rất là cộng đặc cái cách ngủ đó. Bởi vì khi Tiểu Long Nữ cũng ký lô, cũng trọng lượng, cũng kích thước như mình, đúng không? Nhưng mà nàng ngủ trong đó nó cho thấy rằng nàng có khả năng tỉnh thức rất cao. Cái khả năng mà tỉnh giác của nàng rất cao, hiểu không? Bởi vì nếu mà nàng sơ hãy nàng lọt cái đồ thì sao? Nghe kịp không? Đó. Cho nên đó là thứ nhất là vì cái khả năng tỉnh thức của nàng quá cao, thứ hai nó nội võ công của nàng cho phép nàng vô sự nếu nàng té. Vừa khả năng cảm giác và vừa khả năng võ công. Cho nên là nàng là người gọi là trước hết nàng là người khai môn, khai sáng ra cái môn ngũ dây. Sau đây nàng dạy cho quá thông. Trên tất cả hành giả, tất cả người học Bảo Hiểm và Pháp Điều vẫn là những người có khả năng ngủ dây. Ngủ dây là sao? Có nghĩa là đang nằm mà nghĩa nó lúc té. Đang sống mà nghĩa nó lúc chết. Cứ anh tư nguy cũng là một câu được ghi ở nhiều quân trường của Nguyễn Phổ Hòa ngày xưa trước 75. Cứ anh tư nguy. Cái là sống trong bình yên mà phải chuẩn bị đến. Tây có câu rất là hay. Phải sống lạc quan, không nghĩ. Phải sống lạc quan. À, phải hy vọng vào điều tốt nhưng luôn chuẩn bị cho điều xấu. Rồi giờ câu nữa. Xong nữa. Luôn hy vọng vào điều tốt nhưng phải biết chuẩn bị cho điều xấu. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, nhiều người nghe đạo nghe chưa tới tưởng là đi vào chùa nghe giảng xem kinh để về vải ra quần rung, không phải. Phật dạy con thấy ra sự thật, con được tự do. Còn cái sự tự do ấy nó được bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái khả năng con thấy được bao nhiêu. Cái này rất là quan trọng nha. Cho nên bữa nay tụi ông là bài giảng bữa nay, đó là chuyện đầu tiên. Khi có bốn sự thật sau đây: không thấy mọi thứ là khổ, không thấy những gì mình thích đều là trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, thường xuyên sống như vậy chính là con đường thoát khổ. Khi không có ba, không có bốn cái nhận thức đó thì chúng ta làm sao mà chúng ta tu hành được? Một là chúng ta chỉ biết cắm đầu làm toàn chuyện bậy. Còn hai, tu qua mớ tưởng mình hay cũng chết, nghe kịp không? Ba, trong kinh có một cho mình cái ví dụ rất là độc đạo, đó là dầu cái sợi dây xiềng bằng vàng hay là bằng sắt thì giá trị thị trường khác nhau nhưng mà công dụng giống nhau, phải không ta? Giống như chỗ nào? Thì cái nào cũng giấu mình thôi, đúng không? Nhưng có cái bằng vàng, một cái mình nó bằng sắt chỉ vậy thôi. Thì có người bị trói buộc bởi những thứ không ra gì, và có những người bị trói buộc bởi những thứ ngon lành, nhưng mà dù anh bị trói cái gì thì cũng là. Tôi biết có những người họ mất ngủ là bởi vì họ có một cái mái nhà không ra gì, bà vợ còn cũng chồng không ra gì, đám con không ra gì, nó cũng là một cái gì trói buộc, họ phải lo cho những người kia. Nhưng ngược lại tôi biết cũng có những người họ khổ banh xác là tại vì họ có một cái mái nhà quá hoàn hảo, người chồng người vợ quá tuyệt vời, đám con quá tuyệt vời. Chính vì vậy cho nên họ không đi đâu được hết. Có vụ này không ta? Có, tôi biết có. Cái may mắn cho tôi là tôi đi đâu đi, tôi không có lưu luyến người nào hết. Chứ nếu mà quý vị tưởng tượng đi học cái này mà thương rồi cứ đi về nhớ là chết luôn. Chứ mà nhìn được cái đâu cũng cười cười thấy vợ cái cô này đang cô này rồi thôi. Bây giờ mới mất tiêu. Không có cái, có cái cô gì đó, cái cô gì lai lai đó. Cô hứa cho điện nước, tôi chỉ nhớ cũng cho điện nước cái vô mặt không. Bây giờ hôm nay chắc bà hứa là không có thấy mắt quá bà trốn luôn. Bây giờ tôi mới nhắc lại bài học ông này mới về môi đó. Tôi nhắc lại bài học mà ông này mới về môi. Là do không hiểu bốn đế, chúng sanh chia thành hai nhóm. Một là sống thiện, hai là sống ác. Trong cái này nghe trọng chứ này quan trọng lắm nè. Do không hiểu bốn đế nên chúng sanh chia thành hai nhóm. Một là sống thiện, hai là sống ác. Nó sống ác là vì nó không biết gì hết, nó chỉ biết chạy theo cái nó thích thôi. Cái hàng là nó bắt đầy, trời là cũng bực. Hàng thứ hai là nó biết ít về đạo đức, về tâm linh, về tinh thần. Cho nên biết hành thiện lắm em. Đại khái như vậy. Đó là hàng nhóm. Thì ở trong cái nhóm thiện á, nó lại có một đống mà nó trục tên đó, nhớ không?
Có người thì họ nặng về bố thí, có người thích tụng kinh, có người thích ngồi thiền, có thích người học giáo, người thích học giáo lý, có người thích phục vụ người khác, có không ta? À, tôi thấy có. Thì như vậy trong cái đám sống thiện đó, nó đã khác nhau ngàn trồng đồng, đúng không? Trong đám sống ác ý chang như vậy, có một đứa ăn rồi thích đi gom, gom người ta. Rồi trong cái đám gom nó là chia hai, có đứa thì thích gom quyền, có đứa thích gom tiền, có đứa thích đứa thì háo sắc, đúng không? Đứa thích tình. Tôi biết có một cái bà đó coi như là bà tan nhà nát cửa mà sức chết chỉ vì bà lăng nhanh. Mà chồng mẹ giết bà mà bà không chết mà chồng chết. Mà chồng chưa xanh cỏ mà lại có ông khác nữa. Bà vẫn tiếp tục đi cài để nuôi cái ông mới. Có nghĩa là bà collect người tình. Ngộ lắm. Còn có người nghèo banh xác chứ còn lâu lâu có tầm tầm có 3 tháng nó có cái giỏ LV. Không có ngủ mới được. Rồi còn có bà mà cứ đang lái xe trên đường cái này là cái nói nhà trái không sợ mà thấy 75% ốp thì nó rung tay nó rung nó gọn trọn liền nó sang lên khỏi chi nha luôn. Là tại sao là mỗi em nó có một cái kiểu phiền não đi hiểu cho nên rồi còn có người thì vô định thì bất mãn cái là đi vô mà cũng vừa gặp thấy bà kia không quên chào nó là bật chào cái chào kiểu chào điểu cũng thích chào xúc phạm coi như tìm đủ cách để bất mãn cuộc đời để cái gặp mọi người tôi có gặp hoặc là vô địch về về ganh tị tôi có biết một vài người lạ lắm cổ sẵn sàng cổ cho mình 100 đồng cổ sẵn sàng đãi cổ ra được 100 đồng ăn trưa nhưng mà cổ sẽ cực kỳ không vui khi mà cổ thấy mấy sư đưa cổ ra bắt có mọi người lạ vậy đó hiểu không lá tức nghĩa là chỉ cần cô lại nói em mình ra liền qua sáng thì ăn hết dễ khó gì chị lên đây ra một đưa mẹ thì tiệm nhật luôn về tiệm nhật chưa đủ đưa thì mẹ ăn luôn ăn hai buổi 100 đồng nó vui nhưng mà bất hạnh cho cô khi mà cô nhìn thấy cái ông sư mà đưa cô trái bắp là cô chết nó phải đường 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 nguyên cái ngày là cổ khỏi bây giờ cũng cười với cô đừng nửa nụ nữa tức là bả chuyên gia về genus professional ra tiền cướp, có những người họ kẹo, có tiền không có xài dắt chày ra nữa, chuyện gì họ cũng nói hữu sự mới xài. Tới lúc con gãy chân thì ông vẫn gọi cho bà má lo cho ông, lo bà vợ hỏi bây giờ hữu sự chưa không? Tôi có gì cái chân làm gì dữ vậy? Tôi nói cái chân cũng chưa hữu sự, ông đòi gãy tới cái gì cũng chưa biết nhưng mà đại khái là chân gãy là gọi cho bà má cái kia, yeah, ông sợ. Vẫn là có câu chuyện là ông đâu đang làm cái sở thì bà vợ nó ăn hơn con nó nuốt đồng xu giờ sao đi bác sĩ không đồng xu rẻ bác sĩ quá thì bác sĩ lấy hết thì coi như nó kêu nó kẹo rồi đó là coi như nó kẹo không được từ mặc dù biết chuyện hề nhưng mà nó phản ánh sự thật ngoài đời hoặc là tôi kể qua chuyện cha tỷ phú mà lúc nó bị chết núi đó. Mà nhân viên rescue đó kêu trả đưa tay đó lúc trả chỉ nghe đưa là chắc có đưa mà kêu chắc cầm nè cái chắc cầm thì kêu đưa chắc không đưa cho sao cứu nhưng mà kêu nó người ta hiểu với anh đó cầm nè thì kiếm cầm là được cứu có những người là họ kẹo dắt chày ra nước cho nên bài học là quan trọng do không hiểu vấn đề nên ta nằm trong hai nhóm sau đây một là nhóm thiện hai là nhóm ác nhóm thiện gồm có các hạnh lành có mỗi người tùy thuộc vào ba thứ sau đây tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà khi ta sống thiện kiểu nào có người vào chùa là chuyện đầu tiên hót tiền ra cúng xong rồi biến kêu vô nghe pháp ngáp rách miệng tôi đã gặp cái loại người đó rồi kêu vô ngồi thiền nó là nó ngồi gió giác ra đấy là nó chuồn liền nó sợ thiền lắm còn nghe pháp là nghe nát cái này bị dòm dọt ngáp cái tương lắm nhưng mà có những người vô chùa là không thích cúng dường mà thích ghi ghi chép chép còn có người vô chùa là thích xuống chỗ chùa cầu nhà bếp á cái gì dơ cái gì nặng hôi hám lại nàng ở dưới còn có người cứ ăn rồi cái nhà nhà ở chùa xinh xăm sống tùm lum đó có bà chơi cái nhai hai thước đó. Có nghĩa là tùy cái tâm lý của mình mà khi mình sống thiện cái thiện của thằng Tèo nó không giống cái thiện của thằng Tí hiểu chưa và cái đó không phải ngẫu nhiên trên trời nó rớt xuống mà là do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Dạ bà ngoại tôi là người có học cho nên bà mới tác động cho má tôi má tôi là ít học cho nên tôi ra một con người mà nó có mã số tôi là A1
bà ngoại tôi có học mà má tôi cũng có học, hai người đó tác động cho tôi ra một loại người lại, hiểu chưa? Yeah, nói chung là chỉ cần cái môi trường mà nó nhúc nhích một phát, ở đây anh học thêm cô thì biết, chỉ cần thêm một giọt là nó ra cái react khác nhau, hiểu không? Cho nên hành giả tu tịnh xứ là phải thường xuyên chánh niệm để chi ta, một biết rõ mình đang trong tình trạng nào, hai có khả năng kiểm soát mọi thứ bên ngoài đảm bảo, bởi vì có hai thứ giặt giặt nội chướng bà ngoại chướng. Bây giờ hiểu chưa? Tức là mình lúc nào mình cũng có một núi phiền não trong đây là đủ chết rồi, mà còn bị tác động từ bên ngoài nữa. Các vị có tin sự tác động từ bên ngoài không? Các nhà giáo dục Mỹ họ đã cho mình một cái nghiên cứu như thế, một cái research, đó là những gì mà nó xảy đến trong tâm thức một đứa trẻ từ 8 cho đến 13 tuổi, nói từ 5 tới 13 tuổi nữa, là nó trở thành một dấu ấn không phai cả cuộc đời nó. Dầu mai này nó có trở thành tiến sĩ, professor, trở thành giáo hoàng, thủ tướng thì người thì cái khoảng thời gian từ 5 cho đến 13 tuổi ấy rất là quan trọng, có hiểu không? Thời gian đó là thời gian mà chúng ta tập nhiễm rất là nhiều thứ nha. Cho nên nói dân chi sơ đánh bổ thiện thì cái là một phần bên nho giáo mạnh tử nói như vậy, nên trong Phật giáo mình thì trong vô số luân hồi chúng ta có những cái background, có những cái nền tảng mà rất là riêng tư, mà phải nói tới như núi vậy đó. Cho nên cái chuyện mà tu hành nó giống như mình lấy cái mũ mà mình cạo núi vậy đó. Thì phải tu rất là nhiều kiếp, cái mình tưởng tượng lấy cái mũ mà đi cạo núi thì biết khi nào xong, thì nhiều kiếp cũng phải xong thôi. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mình cạo núi nhỏ thì quả vị mình được nó sẽ nhỏ, còn như Đức Phật chư Phật đó, thì các ngài cạo núi lớn, cho nên các ngài bỏ được rất là nhiều cái tập khí, cho nên các ngài có quả đường để quả vị lớn. Còn mình chỉ cào vừa đủ để qua sông thôi, mình cào vừa đủ để có tiền mua đò qua, mua tiền đò vợ, trả tiền đò qua sông. Cho nên cái đêm nay cái chánh là cái mà tôi đang nói nè, cái nội dung đêm nay nè là do không hiểu bốn đế nên chúng ta nằm trong hai nhóm, đó là nhóm thiện và nhóm ác. Do ba điều kiện tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi người có một kiểu sống thiện ác khác nhau. Và đó chính là lý do vì đâu mà ta phải tu cứ niệm xứ. Tôi đã hứa trong cái thông báo là tôi dạy cho vị về A Di Đà trong mối liên quan với tài quản gì hết chứ. Đó là vậy đó. Tức là mình học tâm lâm hết, mình học tâm vương, tâm sở, rồi 30, tâm sở, 18, tâm sở, tâm lâm, học để làm cái gì? Học để biết rằng, thì ra toàn bộ hành trình tới niệm xứ chỉ để phát hiện có hai chữ thôi. Đó là chữ what và chữ how. Quát có nghĩa là cái thanh tâm này được cấu tạo bởi cái gì, và how là cái activity của nó. Nó đang hoạt động ra sao? Đi biết đi, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, xúc miệng rồi lau mặt, rồi tất cả đều biết rõ. Một pháp môn nghe qua rất bình thường, nhưng xin thưa quý vị, nó vô cùng hoạt động. Là vì sao? Là vì trong kinh thư của Tào có một câu thế này. Thành gác thành trăm năm không có giặt, bỏ gác một đêm giặt liền vào. Một trăm năm qua thì cái tụi thiết đan Tây Hải nó không có vô, rồi cái lâu mấy thằng lính ngập ngáp nghe gió mùa mà quan mạc hồi vô vậy đó, nghe nhớ quê vậy đó. Nhưng mà chỉ cần mà nó lơ đến một đêm là rỡ hồ nó sẽ vào nha. Cho nên là trong Phật pháp dạy rằng là tại sao chúng ta phải thường xuyên sống chánh niệm như có thể, as possible, tại sao? Là bởi vì có ba cái lý do mà chúng ta bắt buộc phải thường xuyên sống chánh niệm. Một, không biết mình chết lúc nào. Thứ hai, không biết cái cơ hội đắc đạo sẽ đến lúc nào. Ba, mình không biết mình sẽ tạo nghiệp gì trong cái giây phút sắp tới. Ba lý do không biết mình chết lúc cái này phải nhớ nha. Tại sao thiếu cái niệm? Không biết mình chết lúc nào, không biết mình có thể đắc đạo lúc nào. Nhưng mà là không biết mình sẽ tạo nghiệp gì trong cái thời, trong cái giây phút tới. Bởi vì khi đắc niệm đó mình làm nhiều cái nghiệp nặng lắm quý vị. Tôi để kể cho các em nhiều chuyện ngộ lắm. Như trong kinh thầy, trong kinh kể thờ Phật có một con quỷ già xoa. Cái mình nó lông lạ không à, mà mỗi khổng lông là một cái kim. Cái mình biết tưởng tượng cho người mình kim không thì làm sao đây? Nằm ngồi thì khó khăn, cả đời nó chỉ đi cứ đứng thôi.
thì Đức Phật ngày với pháp nhẹ với huệ nhãn thấy đó, ngày nói vậy chứ đang biết là cái con quỷ này ngày xưa nó cũng là một vị tỳ kheo tu hành đàng hoàng lắm, chỉ bị một cái nghiệp đó là buổi trưa hè nóng lực á, vì này đi làm cái gì mà sang mình mấy hay dơ bụi rồi cát đất mồ hôi đó, thì vì này vô buồn ngủ mà mình kiếm lại cái chỗ nằm, thì trong đó có một cái chỗ rất là sạch sẽ để dành cho mấy vị trưởng lão ngồi đó, thì nếu mà người có ý tứ á để biết mình đang dơ dầu đó ngoài của chùa của nhà mình á, mình biết mình đang dơ mình kiếm tắm gì mình nằm đã đúng không, thì má mình giặt tay cũng mệt chứ, ví dụ mình muốn về chùa đằng này là vị này giờ vị nó nghĩ chỗ này nằm đã, thì lúc đó một cái suy nghĩ nó xuất hiện, vị đó nói vị đó biết là cái chỗ này này là chỗ sạch để dành cho mấy vị lớn, nhưng mà cái suy nghĩ tiếp theo thì là chỗ kệ làm gì vậy, chỉ vì một chữ kệ đó mà đời sau sinh ra là bị nhiều kiếp bị bệnh ngoài da, người lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu sốt sang, là vì sao, là vì lúc mà bị nó có ý mà kệ đó là không màng đến cái cảm giác khó chịu của cái người mà người mà sẽ dùng đó, mà khi họ thấy cái đó họ đúng không, cái điều nhỏ xíu như vậy đó. Cho nên một trong kinh kể ngày bên hán bạn để kêu là ương quật ma la, chữ ương quật ma la, còn bên nam truyền kêu là angulima lá, anguli là ngón tay, còn ma lá tức là cái vòng hoa đó. Thì trong kinh nói ương quật ma la xuất gia trước khi xuất gia một sắc hữu, rồi theo Phật về đi tu thì những cái người kẻ cụ thù cường nhân ngày xưa đó, họ bị người thân ông bị ngài giết, họ gặp họ hạnh lắm, họ không dám làm, là chỉ chọi đá, là chỉ chửi ném đá, người ta lấy cây hành nạm ra cho họ, họ có làm gì hơn chửi là đấm, coi như bể đầu rách y chảy máu vậy đó, mà ngộ lắm, bị vậy chứ cũng có ông bà nào ông nào nó chạy theo đường cái gầm bên lĩnh đồ ngon lạnh cho nên chùa ăn, rồi bữa sau làm nặng rồi đi bác. Mà nếu mà ở chùa anh em đem về nữa nó hơn lắm, hai anh em đem về toàn đồ ngon luôn, lạ lắm, mà có đồ ăn kinh khủng. Thì cái chị Đăng ngạc nhiên lắm, chị Đăng mới nói với nhau là tụi mình làm thù không quán ai hết, mà đi bác mình có bữa được bữa không, bữa được bữa khác, còn con nọ thì chúng nó thù gọi là quán khí đầy trời, mà coi như là ông an toàn là sơn nào thấy bị cấm không nhìn thấy trả đói nha, chị Đăng vàng vậy đó. Thì mấy vị phàm phu á, thì cái chuyện đó ta Đức Phật, Đức Phật thì nói là không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên mà ưu vật ma la được như vậy, là bởi vì thời mà ca diếp và ưu vật ma la, Angulimala là một tỷ kheo, mỗi ngày thì khi mà đi bát về ăn xong rồi rửa bát, trước khi rửa nó hố miếng mà thừa cặn đó, kiếm cái chỗ nào khô ráo để đặt cho ai ăn được ăn, rồi ruồi kiến chim chọc rồi đó, mà cứ mỗi bữa là ăn nấm vậy đó. Mà suốt đời tu nghiệp tới hồi mà chết rồi đời nên ra nên mới vừa đẻ ra là đồ ăn lên nó học lọc ăn cái gì mà quý hiếm mà ngon lành nhất là cứ kiếm ngại đi tới cúng ngộ, mà chỉ là một vóc tủng mủng cái giỏi rồi nên mà còn cái lòng. Bởi cho nên mấy người quen tôi cũng có nhắc chừng tôi kể chuyện cho họ nghe, tôi nói coi nhà sao có chim trong một câu gì đó, nếu chỗ đó không bị cấm, nếu nha thì ông Mỹ khó lắm ạ, nếu chỗ đó không bị cấm thì mình cũng nên để mỗi ngày cho cái có cái dịp làm bố thí, đi trong kinh nó có nhiều loại nghiệp đó, nghiệp thiện ác nó có nhiều loại, loại thứ nhất là trọng nghiệp, có nghĩa là những nghiệp thiện ác mà gây hướng quy mô được thực hiện với một cái chủ ý, ví dụ như là giết người, đốt nhà cướp của, hoặc là xây chùa đúc tượng rồi đó, đó là những cái trọng nghiệp thiện ác, hiểu chứ trọng nghiệp không? Rồi gọi là heavy action, nếu dịch sát á, heavy action. Rồi cái loại nghiệp thứ hai gọi là thường nghiệp, có nghĩa là những cái nghiệp nào mình cứ làm la daily á, ví dụ như là thì thầy giáo thì vấn đất bản đen, nông dân này cuốc xới cày bừa, còn tiểu thương thì buôn gánh bán bưng vậy đó, cân đông đo đếm như vậy, thì những cái đó gọi là thường nghiệp. Chà chùa lóc cốc len gan thì đó gọi là thường nghiệp. Rồi cái thứ ba đó gọi là khinh thiểu nghiệp, tức nghĩa là random action, tức nghĩa là mấy cái mà lâu lâu làm lần vậy đó,
thì lâu lâu nghe ông về cũng chả thấy nghe, nghe xong rồi quên mất. Thì cái đó được gọi là kinh thiểu nghiệp, hiểu không? À, kinh thiểu nghiệp thì là nếu mà mình có điều kiện để mình làm trọng nghiệp thì quá tốt, còn nếu không có điều kiện thì mình nên làm cái thường nghiệp. Cái gì về chỗ của mình đã không có tăng đi thì thôi, giờ mỗi ngày mình có con heo đất cái mình đi làm về, cái mình lục quần mình hốt mớ và cắt luôn, cúng dường, mình nhét vô mình nghĩ là cúng dường, vậy là mình biết cúng ai, mình chỉ biết là cúng dường. Thì có bị cúng ngày như vậy mà hốt nó nhiều lắm, nhà tiền cũng 2 đồng, vừa tiền giấy và vừa tiền khôi cũng 2 đồng. Thì các bạn nghĩ 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm nó nhiều lắm, thì mình mới hốt nguyên nó ra cái mình đổi tiền lớn rồi thấy tiếc dữ là luôn. Còn cái ông đi bỗng dẫn dân nhậu xuống đậu ruộng, ông tát cá được mấy con, ông đang tát thấy con khóc quá đi, ông nên đến bà nướng cho bà cho ăn con. Thì lúc ông hứa dân cá chưa chứ, rồi sao bỗng trở qua đó ông nó hờn quá đi, nó còn thét thét thét, nó tao nói mày tính rồi nha, hồi nãy tôi tính cho, bây giờ tôi thấy nó ngon quá, tôi không biết chọn con nào. Thì cái chuyện đó có thể nghĩ là chuyện cười, nhưng mà đối với tôi cái chuyện đó không phải chuyện cười, mà câu chuyện đó chỉ là chân dung của chúng ta. Chúng ta có nhiều cái thiện ý, có nhiều chú ý hay lắm, nhưng mà đó lúc mà đối diện đó thì chúng ta là để ý. Cho nên trong cái câu định nghĩa rất là hay, thế nào là đại hạnh Bồ Tát, mà nói gì cũng biết đó, mình biết đại hạnh là cái gì. Đại hạnh Bồ Tát có nghĩa là nếu có cơ hội để đổi ý nhiều lần, Bồ Tát vẫn không đổi ý, cái đó mới gọi là đại hạnh, hiểu không? Còn mình nó thấy bà nó có làm ghê gớm thì chỉ vậy, thử làm cho mất cơ hội đổi ý cái này ở trên mai thì tôi biết là không có nhiều lắm. Đến cúng một trăm 50 cái lớp rồi, đến 20 này, 20 cho mình rút 20 mình thấy cái tờ 5 đồng nằm ở cho mình 2 đồng đi luôn. Cho nên một ngày kia có một cái trận tornado nó cuốn mọi thứ chỉ đem lên đi được, thì trong đó có tờ 1000 franc Thụy Sĩ rồi 100 đô la của Mỹ rồi 1 đô la. Lúc tornado nó cuốn ngang cái bằng, nó hốt cái bằng lên đi được, thì thắp Peter ra sửa áo trang trọng, thắp lên rước cái tờ 1 đồng để vô cái tráp vàng đem vô trình Chúa. Còn mấy cái tờ 1000 franc rồi 100 đô rồi thánh thờ lắm, rồi tụi nó lên tiếng nó, tụi này ở dưới trần có giá lắm mà, không, tụi bay ở dưới, tụi bay không giờ đi chùa, không giờ đi nhà thờ hết, tụi bay hiếm bây giờ đi nhà thờ lắm, toàn tụi 1 đồng nó đi không mà. Lên lên đây đó là tức là lấy trong luôn ca đoạn 14 đó. Cho nên nó là gì chỉ là đi chơi phải không, nhưng mà muốn nói cái tâm của mình á, đại hạnh là gì? Đại hạnh có nghĩa là được thực hiện bằng một cái đại nguyện không đổi, sông có thể cạn, núi có thể mòn, mà cái mình vẫn không bị thử thách. Chúng ta có 2 cơ hội để mà thử ý, một là thử thách, 2 là cảm dỗ, hiểu? Trước một cái ngọt cũng khó giữ mình, mà trước một cái đắng khó giữ mình nha. Cho nên ngày nào chưa có hiểu được 4 đế thì chúng ta phải bị lọt, sao chúng ta phải bị lọt vào trong 2 nhóm sống sau đây: 1 là sống thiện, 2 là sống ác. Còn thiện kiểu nào, ác kiểu nào, hoàn toàn tùy thuộc vào 3 điều kiện sau đây: 1 là tiền nghiệp, 2 là khuynh hướng tâm lý, 3 là môi trường sống. Chính 3 cái này nè nó mới khiến cho mình sống thiện kiểu nào và sống ác kiểu nào. Và một điều đặc biệt nữa đó là trong cơ thể con người có rất nhiều cái bộ phận khác nhau, những cái sinh tố để nuôi dưỡng các cái bộ phận đó cũng không giống nhau. Ví dụ như để nuôi tóc chúng ta cần cái keratin, nuôi răng nuôi xương chúng ta cần calcium, đúng không? Thì trong đời sống tâm lý cũng y chang như vậy. Một cái đời sống tinh thần hoàn hảo kiện toàn phải là một đời sống có đủ chất chứ không bị suy dinh dưỡng, hiểu? Có nghĩa là trí nhiều quá mà niềm tin nó phất phơ, hoặc siêng quá mà thiếu niềm tin nhiều quá mà thiếu tinh thần, thì đó được gọi là một cái thể xác tâm lý, thay vì thể xác sinh lý mà đến này tôi kêu là thể xác tâm lý bị thiếu chất yếu. Mà một cái tấm thân sinh lý nó bị thiếu chất thì sẽ ra những cái biến chứng này nọ, đúng không? Thì một cái đời sống tâm lý bị thiếu chất nó cũng ra tầm lâm. Sẵn bữa nay tôi nói luôn, bà con trong nước mình
do bối cảnh xã hội, chính trị và từ đó dẫn đến văn hóa và giáo dục khiến cho bà con hôm nay có một cái kiểu niềm tin với Phật pháp rất là lạ. Ví dụ như miền Bắc nói một tẹt là quý thầy không có welcome quý thầy trong Nam, mà phải nói là do cái nền tảng chính trị xã hội của miền Bắc suốt mấy chục năm nhiễm đỏ, ngoài đó không có dân tăng thật không, thật không biết thật không là well educated, không có, chỉ có miền Nam. Mà bây giờ các vị lại không muốn đám miền Nam bắt tiếng, rất là cảm ơn mấy anh nhạy nó ở kẹt lắm, lễ thì tôi mời mấy cha ra tôi cho mấy chồng phong bì gì cui làm ơn cút xéo cho em nhờ nhé. Thế là nó lầu ra một cái tệ nạn, nó là Phật tử Phật đản 99,9%, trừ ra có 0,1% là tìm đường tẩu thoát để mà đi học đạo, còn không em nào mà cứ ở đó là cứ tụng kinh bái sám, mà bây giờ cũng không biết cái chầu văn tứ phủ và là kinh kệ nó đá nhau cái gì, họ cứ trộn hầm bằng sân khấu họ xài chung. Ngoài đó là hướng rất rộng tay, cái lama của mình đa số là dân Nam mà trong đó hầu hết là dân Bắc Kỳ, họ làm bước nhắm mắt nhắm mũi họ lại, thì họ cho tiền thì mình cảm ơn, nhưng mình sót ở chỗ là họ không biết họ có hiểu là họ cho nó để làm cái gì, hiểu. Và tôi hôm nay trong cái tâm tình thiệt tình thiệt thà nhất của thầy chùa cũng là người bạn đạo quý vị, tôi thiết tha mong mỏi bà con ở đây biết tin phải đi kèm với trí tuệ này, mình ủng hộ cái Phật sự đó không phải vì cái con người đó, phải vì cái tình cảm với người đó, mà vì ý nghĩa của cái Phật sự đó, hay hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình nói là các chùa tôi xin lạy trước các bố ở đây, tôi nghe nói các chùa tôi sợ vô cùng, là bởi vì thường chùa cất xong trở thành là tư hữu của trụ trì, nó hiểu như tư hữu là private property, tăng ni ở xa tới ở rất khó, và chùa nói lúc cắt cái kêu gọi là cho đạo tràng tứ chúng muôn phương, nhưng thật ra cất xong rồi đó, thì mình không tránh được trường hợp đối xử phân biệt với khách thập phương đến, còn là hình như hơi có không, nhất là chùa bự vừa nổi tiếng là mình chỉ ghé mình xin bữa cơm mới dễ đâu. Cho nên là tôi chủ trương là đời tôi chỉ có hai cái chỗ mà nếu mà tôi có đồng nào tu nào tôi cũng, hoặc là tôi chết rồi di chúc, tôi chỉ có hai chỗ đó là học viện và thiền viện. Và nếu mai này tôi lăn đùng thôi tôi chết, tôi mong bà con tiếp tục cái tâm nguyện này. Phật giáo không cần chùa to tượng lớn, Phật giáo chỉ cần tăng tài. Đó là chỉ thứ hai. Đừng có nhắm mắt nhắm mũi trao tiền cho ai đó để mà nhờ cậy họ làm, mà chính mình phải ra tay, hoặc là mình trao cho người nào mình thấy họ đang làm. Ví dụ trong nước tôi nói thẳng tên luôn, đó là Hòa thượng Minh Cảnh của nhóm Quỷ Quang á, Hòa thượng mới được tên đi, Hòa thượng mà làm Phật giáo mà tóc truyền. Nhưng mà nếu tôi có mặt tỷ thì thích trao cho Hòa thượng, vì tôi nghĩ là tôi hiểu Hòa thượng là ai, tôi biết cái việc Hòa thượng làm là cái gì. Còn không nói về Miến Điện người Thái Lan á, thì tôi có bao nhiêu tiền rồi, đây là cái chuyện đầu tiên tôi tiên nè. Tôi quỳ tôi lạy tôi đi bằng đầu gối, tôi xin mấy vị mà viện trưởng mấy Phật học viên làm ơn cho tôi xin một cái một cái department chuyên khoa là truyền giáo, hiểu không? Có cái là ngoại ngữ không chưa đủ, mà phải là một cái một trường truyền giáo missionary, hoặc là một phân khoa truyền giáo là sao, trong đó dạy ngoại ngữ và văn hóa của những miền đất mà Phật giáo sẽ đến, nghe kiểu ví dụ như dạy tiếng Đức là phải dạy cho họ cái văn hóa xã hội nếp sống, là trong lúc dạy trong lúc học ngôn ngữ đó, là phải học luôn cái đó, để học xong là luyện văn đó là gác lon liền, hiểu không? Rồi tức là học tiếng Đức là để gì, để đi áo, để đi Đức, để đi sĩ sĩ à, đi qua tới nơi là họ vừa thành lý trên đường là giả quảng cáo luôn, rồi cho học tiếng Tàu hoặc là tiếng Hindu, tiếng Hindi hoặc là cho trẻ học tiếng Tây Ban Nha gì đó, là học ngôn ngữ mà luôn có văn hóa. Tôi rất là muốn chỉ đó, tôi tiếp theo chỗ tôi được biết Miến Điện có cái trường đó, cũng là Missionary Buddhist Missionary University, nhưng không có cái phần tôi nói, tức là chỉ dạy ngoại ngữ thôi chứ không có dạy cái vụ văn hóa xã hội cho khi luyện mới dạy qua lắm ấy, học ngôn ngữ mà không có cái cụ thể thực tế, hiểu không? Nó đã quá, ví dụ như cha nào mà học tiếng Anh mà học bằng cái bộ English for Today của Lê Bắc Công qua đây ráp cũng vô, vì cái tiếng Anh cái thời mà Nguyễn Ngọc Linh, Lê Bắc Công, Lê Bắc Anh gì đó đáp nhận trong quyển lẻ là nó đã quá rồi nha. Cho nên nó phải update liên tục, update nó có upgrade,
Và một có là có câu với câu thứ hai tụi nên hay nói bài đó là trình độ dẫn đến thái độ xong nữa. Trình độ dẫn đến thái độ, có hiểu không? Tức là do cái mức nhận thức của mình nó mới dẫn đến cái chuyện mình có cái react đối với thế giới là sao, cho nên trình độ dẫn đến thái độ. Đó, nhớ cái đó. Cho nên là tôi thiết tha mong mỏi là quý vị chỉ chú ý đến hai cái câu cái vật sự đó là thiền viện và học viện. Thiền viện là cho ai? Cho chính quý vị là những người mà có nhu cầu tới đó. Và tôi cũng nói rõ, ở nơi nào quý vị ngửi ra được cái mùi tư hữu, lập tức gà xuống về. Nhớ cái đó. Ví dụ như là một cái thiền viện rất là nó theo tôi không có đủ tiền, phải giao hết cho miếng điện. Cái đó, tại vì tôi nhớ cái tiền mà các cái đó là của muôn phương, thì không lý nào nó đã thành tài sản riêng đó. Cho nên nó giống như một cái resort chung. Tôi nãy tôi nói rồi, nó là không, mình không cần sang mà cần sạch, không cần sướng mà cần tiện. Ăn đồ ăn Việt Nam, phòng ốc theo quy chuẩn Âu Mỹ, tu hành là theo pháp môn của Miến Điện. Thì là đường hướng tu tập đó nó gồm có ba. Một là thầy nào nhắc đệ tử cái đó thì chính ông thầy nó cũng dạy. Cái hướng hai là mỗi lần một có đoàn qua thì mình liên hệ vào tỉnh một thiền sư bản xứ tới dạy. Hướng ba là chưa giờ quý vị theo cái truyền thống nào thì hôm nay về đó tiếp tục theo cái truyền thống đó. Có nghĩa là Kalama cùng một lúc cu mang 5-7 truyền thống: Sun Lun, Mô Cốc, Upandita, Mahasi, Sumi, Tạo. Hiểu? Đó chỉ cung cấp chỗ ở thôi. Còn ăn uống thì như tôi biết thì phải cho ăn đồ ăn Việt Nam. Chứ còn quý vị ăn đồ Miến Điện, ăn ba bữa là coi như là tiếng miếng chưa kịp nói, tiếng miếng quên sạch. Mà coi đang ria suốt mùa thu rồi nói vô nghe lo lặng không đó là coi như là thú vị đúng không? Rồi tiếp theo là cái điều kiện vệ sinh. Điều kiện vệ sinh mình phải nói là tối thiểu là nước có vòi. Nhưng bên đó thì theo tôi biết đa phần là nước bồn, sẽ bồn. Rồi cái chứa nước trong đó cũng là lăn quăng với mũi, rồi râm riêu. Có lần nữa tôi tới thì ở Mingala gần cái trường, cái chùa nó nhỏ thôi. Cái trưa tôi nóng, tôi đực cũng nóng quá đi. Tôi ra ngoài cái phía sau bùi chú sơ hè, bùi chú thiệt. Mình cả trần ra mình tính tắm. Tôi vô tôi thấy cái thùng phi họ cắt nửa đó. Ở dưới cải gan cái này bùng gì cặn. Mà cái này mới ghê này. Nó len ở trong đó là cơm và cái con giun. Tôi không biết cái con giun mà cách nào mà nó vào được trong đó. Cái nó ở chùa lâu nó thành thật. Và cơm thì tôi hiểu, tại do mấy cha múc rồi mấy cha rửa rồi nó lưu lạc trong đó thì nó phải lạ. Mà cái ghê nhất là trên cái mặt nước ván bạc mỡ dầu, giống như là đem trong dầu dự biển. Tình ơi, gỡ quá. Nhưng bây giờ nó nóng le lưỡi làm sao thì em làm phải khoát khoát vào đầu khác rồi không quả rồi chơi luôn. Nó đổ da, coi như là thuốc bôi mùa già. Mà tắm lên rồi mà cứ hửi mùi chiên, xào. Mà còn một chỗ nữa tôi tắm là tôi vô tôi tắm tôi thấy hồi trưa mình đi nghe mình coi thấy nước trong, cái gì chiều đi nghe cái thấy đâm mấy ông tắm ông này ra đi vô tắm vô thấy nước do cơ xà bông nó ra cái ống hương gây mùi nhớ, coi như là xà bông rồi xăng bu gì đó làm nên cái bay hết cho nó. Thì cái anh cha nào tắm trước thì tắm nước sạch, thì cha nào tắm nước sạch mà cái bộ máy cao này nó dài cái 2-3 mét thì anh tôi vô nó lưng thì tôi xả nước thêm thì nó sẽ cộng với cái nước dơ của cha này nó lăn lên. Tắm xong thì nó cạn thì cha này vô nữa thì bạn nó lên. Cho nên đó là bao nhiêu cái đạo tình huynh đệ hòa hợp và thanh tịnh nó mới hòa tan. Tôi thấy cái chiêu này tôi thấy hớn quá, cho nên thôi bây giờ mình cho anh dẫn lâu thì em nào tắm á thì cho nó bông xuống, cái đó không bao nhiêu tiền hết. Nhiều tiền thì có chỉ thấy ghê quá. Cho nên ăn uống của đồ Việt Nam mà người biết mà nấu. Một là trong đoàn mình cử người nấu, hai là mình thuê người bản xứ nấu. Thì họ không biết nấu thì mình mở cái YouTube ra cho họ coi. Hiểu không? Cái YouTube. Mở YouTube mà họ không biết nấu thì mình chỉ kêu họ đi chết đi nha. Rất là dễ. Mà không biết nấu thì hỏi người sống làm cái gì cho nó chặt cái đất. Diễn nó là chỗ sáng đầu hè luôn. Ok. Chứ. Thấy không? Cho nên đó là thiền viện mình đó là thiền viện mình đó là bây giờ khoan mình nói vậy nói giống như quảng cáo hơi nhiều thì chỉ nói cho bà con biết rằng ở đâu bà con nghe có cái mùi tư hữu bà con nên tránh. Và có thể bà con không tin nhưng tôi cũng phải nói cho bà con biết rằng cái hội mà tôi về đó có lẽ cái này tôi lớn tuổi lắm kìa,
thì tôi về tới nhiều chứ bây giờ là một năm mà khá lắm là tập về chẳng hạn 3 tháng thì cái chỗ của cảm mình nghĩ sướng quá cho ông dạy mà ở Mỹ nhiều đi dạy học rồi vui biết nhiều tự nhiên bên đó là suốt ngày cái đông tâm đen cái điện ớt lắm. Nhưng mà có một điều tôi tiếc ta là dù tôi ở xa mà tôi cứ nghe tin nhắn hoặc là đọc trên cái web mà biết rằng từ tháng giêng đến tháng hai là một top, tháng hai đến tháng tư là một top, lòng rất vui. Mai này tôi hấp hối chỉ cần mày bắt con mắt tôi ra chỉ tôi thấy bây giờ đạt một top và là đủ sanh lên vui ý mình đã làm được chị cho đạo. Và tôi có nghe cái câu được có một vài người nói với tôi bằng nước mắt lưng tròng nói thế này: bà ngoại con biết đạo, má cũng biết đạo, con cũng biết đạo, đến bây giờ con thèm có một chỗ để con về con ở một tháng mà đừng bắt con làm gì hết, để con muốn hộ đọc sách của con người Việt không có. Ngoại của con biết đạo, má biết đạo, con ba thế hệ mà kiếm cái chỗ mà chứa con hồ của hành thiền không có. Một là không có phòng, ở đến nữ nữ hay chùa gì đó một tiền cái chỗ mà hợp với con thì làm chứa con, ở chỗ chứa con thì con không có hợp, ồn bụi hoặc là mình ngồi ở trong là nghe ngoài đất đinh râm 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 rồi chó rượt rồi mấy chú tiểu dở tùm lum khó lắm. Tin tôi đi, không tin bữa nào mình sắp cơm đùm chó nắm về Việt Nam đi xin có chùa nào mà như tôi nói chùa ok họ không nhận, mà chùa nhận họ không ok. Ủa đó được nảy mất kia, được nảy mất kia, không bị lăng ben thì bị lát, bị lát thì bị hát lạo bị lăng ben mới cứ chùa là chùa vậy đó, đặt nước nước thì sao, coi như là chùa nào có vấn đề hết. Cho nên bây giờ tôi nghĩ có một cách duy nhất là mình phải tập trung, mình phải focus vào cái gì đó. Một là đến với đạo này chỉ có 3 việc để làm: một là pháp học, hai là pháp hành, pháp học có nghĩa là gì, trao dồi giáo lý, hai là hành trì thiền định, và ba là hoằng đạo, học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Người cạo đầu làm thầy chùa chỉ có 3 việc này, dầu tăng ni, dầu tăng hay ni chỉ có 3 việc này, không có việc thứ ba, cũng không có việc thứ tư, tôi thề chỉ 3 việc thôi: học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Thử mình nghĩ hình cách của cái chùa thì có thể làm được 3 việc này hay không. Nếu mà cái chùa mà mình cắt lên mà trước khi cắt được có đường hướng hoạt động cho 3 cái này thì quá tốt. Còn nếu mà mình cắt trong chính mình ở mờm cũng biết cắt xong có làm được 3 này hay không thì theo tôi khuyên cắt càng nhỏ được này, bởi vì cắt lớn nó trở thành một cái tài sản tư hữu rất là tiền, và nó trở thành một cái tiền lệ cũng có đẹp cho mình dành nha. Cho nên tôi trở lại cái đề tài chính của buổi học đêm nay, đó là không hiểu được 4 đế thì chúng ta chắc chắn sẽ phải nằm vào 2 nhóm hành động sau đây: một, chạy theo cái thích bất kể thiện ác; nhóm thứ hai, lãnh ác thành thiện; và tùy thuộc vào 3 cái điều kiện sau đây, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Mà chúng ta mỗi người có một kiểu sống ác không giống nhau, có một kiểu thiện không giống nhau, và trong đời sống mỗi ngày, chính những suy nghĩ của chúng ta, chính những gặp gỡ của chúng ta, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta đọc, tất cả những cái đó đó, nó là những cái gom chung lại gọi là điều kiện hiện tại. Nó sẽ tác động, nó sẽ tác động, nó sẽ góp phần quyết định cho chúng ta sẽ là một người như thế nào. Vậy có bị hiểu chưa? Trong hình hài này, chúng ta thích cái gì, chúng ta ghét cái gì thì nó là một phần là do tiền nghiệp, một phần do cái hướng tâm lý đúng. Nhưng mà nếu ngay bây giờ mà chúng ta không có thức tỉnh để mà chúng ta chỉ sống theo cái sức đẩy của đám đông, sức đẩy của trào lưu, sống theo lối mòn ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục sống theo những thói quen xấu bên chúng ta thì nhớ. Mỗi người có 2 thói quen, thói quen xấu và thói quen tốt. Và có việc, quý vị phải tin tưởng là thói quen xấu luôn luôn mạnh hơn đúng không? Tin tưởng đi, thói quen xấu. Cho nên chỉ cần mình lơ đến một cái là cái ảnh xấu anh sẽ tràn lên. Cho nên tại sao phải sống chánh niệm? Tại sao phải sống chánh niệm? Là bởi vì sống chánh niệm chúng ta luôn luôn sống trong sự kiểm soát. Và mượn cái giọng của Thánh Kinh mà nói thì phúc thay cho kẻ nào biết rõ mình được cấu tạo ra sao và mình đang sống thế nào, và bất hạnh thay cho kẻ nào không biết rõ mình được cấu tạo ra sao và mình đang sống như thế nào. Bởi vì không có khả năng hiểu mình, không có khả năng nhận diện được cái hoạt động của mình, thì đó là một đời sống manh động.
tôi có thể khẳng định 1000% rằng thì là tất cả những bi kịch nhân gian trên thế giới này, tất cả những cái xô bồ và xáo trộn về chính trị xã hội trên hành tinh này đều được khởi đi từ cái chuyện mình sống thiếu chánh niệm. Tôi dám bảo đảm như vậy. Khi sống trong chánh niệm, chúng ta không có bày ngày bê bối và bê bộ. Nhưng mà nếu chúng ta sống thất niệm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và còn một chuyện mà tôi nói đi nói lại không biết là bao nhiêu lần, đó là ngày nào trong nhà của mình còn có những góc tối chưa có được soi rọi. Tôi nói chậm, ngày nào trong nhà của mình, trong phòng của mình còn có những góc tối chưa được soi rọi thì ở đó sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ, rất nhiều cái vấn đề, đúng không ta? Trộn gian máu bụi, đúng không? Đó là phòng vừa qua tới cơ thể. Ngày nào mà trong cơ thể quý vị còn có những góc tối, những góc khuất thì tôi xin đoan chắc rằng 1 tỷ vấn đề đang rừng ở trong. That's why, tại sao mà người ở Mỹ luôn luôn có cái chuyện khám bệnh định định kỳ là để họ xóa bớt những cái góc khuất, cái góc khuất. Nhưng lâu lâu nghe nó đau nhau anh cái gặp mình nhà quê mình chắc ăn không tiêu, mình là cứ đau là ăn không tiêu. Ví dụ như cái dùng này nè, những cái dùng mà trung phần bạch bộ gì là hả cả mà nhói là ăn không tiêu. Rồi con người ta đang đi mà lăn cái đùng ra là đè ra cậu gió mà nó bị stop, nó bị hết áp tắc. Biết gì đó, nhà quê tôi là cứ đang đi mà lăn cái đùng ra nó đè ra cậu gió à. Nó kêu là trúng gió á khẩu. Mà trong khi tới hôm qua đây mình biết không phải, nó bị hết áp tắc nó cũng gục, nó bị stop, đứt gân máu nó cũng gục, nó có tùm lum cái lý do nó gục, đường nó xuống nó cũng gục. Nhưng mà bên Việt Nam mình cứ lăn đang đi nó đụng ra là đè ra cào nhỏ, vì mình không có giải quyết được những gốc khuất trong cơ thể một con người. Cho nên trong một bây giờ nghe cái răng nó đau phải đi nha sĩ để chi, để nha sĩ tìm ra những gốc khuất, những cái vấn đề tiềm ẩn trong cái hàm răng. Đau trong bụng, đau tai, đau vai, đau chân, đau đầu, tất cả những trường hợp đó đều phải được transparent hết, tất cả phải bạch hóa hết. Chưa hết, đến chuyện trong một gia đình, một làng xã, một vùng miền, khu vực, tất cả một đất nước, một chính phủ, nếu ở đất nước nào, đoàn thể nào, gia đình nào, xã hội nào mà còn có quá nhiều những cái vùng cấm, thì cái vùng cấm, những gốc quốc thì tôi thề rằng ở đó 1 tỷ vấn đề đang nấp lần nữa. Yeah. Cái nhà trắng nó sẽ nó mạnh là bởi vì ông Bill Gates, ông xin lỗi, ông Bill Clinton đang tại nhiệm mà nó vẫn mâu cái vụ Monica ra nó làm thành tành cái gì đó, nó cứ nó mới mạnh. Còn một đất nước mà có quá nhiều vùng cấm, cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông họ e ngại phải chạm tay vào thì có đất nước nó khác nữa. Một hàm răng, một cơ thể nội tạng cũng vậy, nó cũng phải được thường xuyên gần nó kiểm soát thì sống mới khác. Như vậy thì sống chánh niệm là sao? Sống chánh niệm là mình bạch hóa bản thân. Tôi hiểu chỉ vậy thôi. Sống chánh niệm là bạch hóa bản thân. Thì đêm nay tôi nhắc lại một lần nữa, làm ơn nhớ dùng cái công thức cúng đế đó. Không hiểu mọi thứ là khổ, là mình còn đầu tư, mình investment rất là nhiều thứ mà hãy còn có hy cầu, còn có trông đợi thì còn có thất vọng. Nên nhớ thế này, đời chỉ có 2 thứ mình ghét và thứ mình thích. Thứ mình ghét á, trốn không được là khổ, phải không? Mà thứ mình thích á, kiếm không được là khổ. Mà cái hành trình đi kiếm cái mình thích là khổ, hành trình có được nó mà phải bảo quản cũng là khổ, mà giữ không được hình như cũng khổ. Vậy quá ra cái mình thích thì nó làm khổ mình nhiều hơn cái mình ghét, đúng không? Thì cái mình ghét nó chỉ làm cho mình khổ một phát mà không, còn nó là né không được khổ. Còn cái mà mình thích thì nó làm cho mình khổ tới nhiều tập. Đi tìm nó là khổ, tìm được nó rồi phải giữ nó là khổ, giữ không được càng khổ. Cho nên đây là một câu phải xăm nữa. Toàn bộ tinh hoa Phật Pháp chỉ nằm trong một chữ buông. Anh muốn lên lầu 2, anh phải có cái gan bỏ lầu 1. Mà kịp chứ. Anh muốn lên cái lầu 3, anh phải có cái gan bỏ lầu 2. Cho nên nếu mà theo tinh thần Phật Pháp mà anh không có khả năng buông thì anh không có tu hành gì hết. Cho nên cái câu này phải ghi nè. Cái câu này phải ghi nha. Tôi là quý vị là ngày mai tôi đi ta tu liền. Nội dung Phật Pháp chỉ gói trong chữ buông. Nếu tự xét
khả năng buông bỏ của mình quá kém thì nên hạn chế việc sở hữu những thứ khó buông. Hiểu không? Buồn ngủ lắm rồi. Nội dung Phật pháp chỉ nằm trong một chữ buông, chấm với đồng nha. Nếu tự xét khả năng buông bỏ của mình quá kém, nếu tự xét khả năng buông bỏ mình quá kém thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ. Câu nói sáng tinh, quá sáng mà không sáng có thì sao uống xuống chuyện kiếm. Ủa tôi rầy chuyện kiếm có nghĩa là nếu tự xét khả năng buông bỏ mình quá kém thì nên hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ. Các vị có biết rằng đó là lúc mình hấp hối đó, mình cái tâm mình nó như là cái ngọn đèn leo lét, đó là nói về cái mức yếu. Còn mà nói nó cụ thể hơn đó, cho dễ hình dung, cái người cận tử họ giống như cái kẻ chết đuối, đụng đâu chụp đó, kể cả chụp nhầm cái thằng trống chết trâu á, nó cũng chụp nữa, miễn là nó đập, hiểu không? Thì vấn đề của người cận tử là như vậy. Lúc mà bình thường mình có ngon lành sống chánh niệm thì lúc đó mình chỉ ra đi với hơi thở của người, nếu mà có thoáng một chút sợ hãi hay là tiếc nuối gì đó là mình biết tất cả là của giả. Vì Đức Phật dạy rất rõ, một vị tỳ kheo đang bệnh, Ngài nói rằng con hãy nhớ thế này, chỉ có cơn đau đang có mặt chứ cơn đau đó không phải là con, và con không phải là người đang bị đau. Con hãy ghi nhận đó là cơn đau đang có mặt, hiểu không? Đó là một. Thứ hai, khi mà mình còn nhìn cơn đau từ góc độ tôi và của tôi đó thì nó là một cái nặng kinh dị lắm. Còn mình nhìn nó như là một người khách bên đường, của đứng bên hàng đó, thì nó nhẹ lắm. Tôi biết nhiều người đông rên trước mặt tôi mà nghe tôi giảng là vì nó có đó khó, tôi xin lạy các bố phải tập thôi à. Chứ không thể là tự ngại buổi tự nhiên cái là điều giảng rồi tôi làm được liền, tôi làm được rồi sư ơi là không có được, phải tập. Và các vị nghĩ về tôi ra sao cũng được, nhưng tôi phải mạnh miệng nói rằng chính bản thân tôi phải tập cái đó, bởi vì tôi đi máy bay cái mỗi lần mà nó bị thâm lên vãi ra quần. Chỉ để nó dốc cho nó đã rồi để mà biết đó, eo nó sập nó một phát, nó điếm một cái, nó sập một phát nó điếm một cái. Mà đặc biệt cái khu vực của Scotland với Ireland ấy, rồi ông qua cái khu vực nó bị nó qua đầu ba những hồ thiên sông núi không cho mình bay đấy. Mình nhớ là lần nào tôi nghe nó là nó sập mấy phát, giống như cái Bakuda trang cổ bên đây đó. Thì khi mình nó sập về mình biết ồ thì ra là mình tự lực chưa có xong, phải sâu đến cái mức là sẵn sàng đi. Cho nên nếu có người hỏi tôi một người tu Phật ngon lành nhất là thế nào, tôi không nói thần thông, tôi không nói đến hào quang xẹt như hàng gió đá, mà tôi phải nói là người tu Phật ngon lành là cái người có thể ra đi bất cứ lúc nào, đó là người ngon lành, không có cần quả chứng đắc cái này đắc kia đắc. Tôi không thấy, mà tôi chỉ biết là cái tên nào mà nó sẵn sàng nói chết đó là cái tên đó tôi nể, đó là cái cao siêu nhất. Nếu các vị hỏi tôi tu để làm cái gì thì tôi nói tu để mà chết ngon lành. Chết ngon lành là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch thì đừng có hôi hám, bạn biết không? Chết yên thì có dãy dụ hoàng hoại, chết tỉnh thì đừng có hôn mê, tiết lộ quá khứ. Có thứ gì lại chờ nó lên trên, có thứ gì đó. Nó chờ ba cái đó là đặc định là ngại. Chết sạch, không hôi hám, bất tỉnh. Chết yên, không dãy dụ hoàng hoại, rên xiết. Chết tỉnh là không hôn mê, nó sản. Hoặc là mê mê. Cái quả thì các vị có thể hỏi tôi gì chứ không phải muốn là được. Thì tôi xin nói nhỏ cái này, tâm nguyện quan trọng lắm. Tâm nguyện các vị cứ nghĩ đến cái chỗ đó trong vòng một tháng, làm hứa gì cứ nghĩ đến cái đó trong vòng một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, ba năm, lâu ngày ta sẽ một sức mạnh tinh huy. Các vị có thấy con chim nó ăn rồi cái phân nó rớt lên mấy cái đầu tường và lâu ngày nó thành ra mấy cây da, cây nó có cỏ đùng như này. Mà nếu mà trên bằng lý luận thì tôi hỏi cây da nó sống bằng cái gì, nó có cái gì, nó chỉ có bụi thôi, và mỗi đêm có tí sương và mùa mưa thì có tí nước. Nhưng mà do cái thời gian nó lâu dài đó, chính cái không khí và độ ẩm của bức tường nó nuôi được cây da đó, hiểu không? Nói chi là cái cây đó dưới đất, hiểu không?
thì một cái tâm niệm của mình cũng vậy, nếu mình nó thường duyên được mình tưới tẩm nuôi dưỡng, tưới tẩm nuôi dưỡng, tưới tẩm nuôi dưỡng, lâu ngày nó trở thành ra một cái nguyện lực cực mạnh tên tôi đi, tôi tin cái điều đó, mà phải thường phải lâu à, phải thuyền riêng một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà cứ tin, cứ làm, là con chỉ, con không mong danh lợi quyền tước, con chỉ mong là chết sạch, chết y, chết tình, sạch, y, tình. Thì đến một lúc rồi đó, tôi chỉ mong là một ngày nào đó mà tôi thấy cái kỳ cây là tôi tắm rửa sạch sẽ lên là tôi cứ nằm đi với mình, tôi coi nó leo lét. Leo lét là vô, tất cả là buông hết. Leo lét thấy rồi, thất vọng. Cái tôi xả cái màn mà gục xuống là nghe bên tai, trời ơi, cái cú, cái cú. Rồi bắt đầu nó là khiên đi, rồi khiên vô, bắt đầu đi theo khóc, rồi vô thì mới dạ. Thấy nét của em nghi rồi. Làm ơn tôi lạy mấy bố và mấy má, làm ơn yêu mấy con nhà. Để em được ra đi trong việc thanh thản như có thể. Keep silent, impossible. Mà tôi ớn nhất là khi tụng kinh nhà Phật tử là ông bố nằm ngáp ngáp bụi đá nó nhà nó khóc nội nội ba ơi ba, trời ơi mình nghe là mình muốn chết theo ông rồi, nhiều ông chết mà mình nhìn mình muốn chết theo á, em còn nhiều ông mình muốn chết theo thì mình quá mệt đi nha. Thì cái mong mỏi lớn nhất của người tu không phải là sống sung sướng mà là chết ngon lành. Có những giây phút mà tôi nghĩ là nếu lúc đó tôi ăn thở rất đẹp thì lúc này à, mà tôi nói rằng sợ dài lạc chứ tôi sắp chết từ chết tình tiên. Tức là đang giảng thì tự nhiên nó bỏ muối hơi nhiều với lên máu thì luôn. Nhìn thấy cái con cá mắt là một cái cô rồi cô lừa mình cái rất là dễ thương, cái tự nhiên lên máu thì luôn. Ok, nó đùa vậy thôi. Tôi muốn nói thế này, đời sống chỉ là thấy để buông và buông để thấy, đó là toàn bộ Phật pháp. Thấy để buông và buông để thấy. Đầu tiên là thấy để buông là sao? Anh phải thấy, mà nghĩa là anh phải có trí vàng trí tư anh mới buông được chứ. Nhưng mà khi anh buông đến mức độ rồi nào đó thì cái thấy anh nó được up, để có được upgrade. Lúc giờ anh đã buông để thấy. Mà thấy lần hai này là thấy để giải thoát. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có rất nhiều vấn đề trên cuộc đời này được giải quyết bằng một cái thấy thôi, hiểu không? Mình tương đương đám đuối một người cuối cùng biết đó là cái người giải mẫu ở Thái Lan về nó chỉ thấy ngủ ngắt rồi, có hiểu không? Có một câu chuyện mà tôi thích lắm là chỉ ở Bangkok có một buổi tối mùa hè, có cả ông người Mỹ, ông cũng hỏi cái thằng nhân viên khách sạn, hỏi đây có chỗ nào vui vẻ không, thì thằng lớp mi nhân viên chỉ bên đường để đi qua bên đó, chỉ vui vẻ có nghĩa là bắn thương nên tôi trẻ hình luôn. Thì ông biểu tiên đỏ thì ông thấy nó có ngay ở ba đấy là trên 60 độ phải, cổng trên 60 cũng độ phải, đi rõ nó thấy là nếu thấy mình nghèo thì độ phải, cổng cũng độ phải, cái đi rõ nó thấy mình thiếu sức khỏe thì độ phải, cổng cũng độ phải, đi chỉ thiếu nữa thấy mình là người không có tiền thì độ phải, cổng độ phải, đến chỗ cuối cùng nó thấy tại đi già xấu bệnh nghèo về đi ông nội. Thì á câu chuyện nó tôi hay kể, nhiều người tưởng lầm mà tưởng câu chuyện gì tầm bậy không phải. Khi chúng ta chưa học Phật pháp, chúng ta tưởng chúng ta ngon lành lắm, chúng ta mới đi tìm cái chỗ vui vẻ, được chưa? Chị hiểu cái câu chuyện này chưa? Chúng ta dệt bao nhiêu giấc một đời, bao nhiêu giấc một đời. Nhưng mà có một ngày khi chúng ta học Phật pháp rồi, chúng ta mới biết mình thật là chỉ là một ông già xấu nghèo không sức khỏe. Hiểu? Thì lúc ông nói mình sống ở trong sự bi quan không phải, nhưng mà cái quan trọng của đạo Phật đó là không phải để thấy đời là đắng hay ngọt, không phải thấy đời đẹp hay xấu, mà là để thấy bản chất thật cuộc đời nó là cái gì. Phật không hề nói xấu cuộc đời mà cũng không hề khen cuộc đời, nhớ cái đó, nhớ nó dùng tuổi nha. Phật không hề khen cuộc đời, Phật chỉ cho mình biết là mọi thứ không bền con ơi. Phật dạy đạo trong 45 năm, cái câu nói cuối cùng của Phật trước khi Phật mất chỉ là cái câu mọi thứ ở đời không gì bền, chứ có gì hư. Con tin có phải vậy không? Mọi thứ không gì bền. Các ngành dịch đó, các hành vô thường, ok, muốn dịch nhưng mà dịch tiếng Việt Nam nôm na đâu không có giữa đời nó bền hả? Đừng có gì hư. Có nghĩa là thiện ác buồn vui công hầu khanh đô tư tướng bệnh phụ phu nhân gái điếp thầy chùa du đạt, tất cả đều là vô thường. Rồi có rồi nó mất. Có một ông vua đó, ổng
đi vào trong một cái thư viện, ông thấy sách nhiều quá đi. Ông nói đời của chẳng cái gì chẳng muốn cũng có, từ gái đẹp, rượu ngon, trân ngải vị, chẳng muốn cái gì có, chỉ có một thứ mà chẳng có cách nào mà sở hữu được, đó là kiến thức. Cả cuộc đời của chẳng lo bị gì chi. Trong thời gian đọc sách, giờ đọc sách chết, chẳng nhìn cái này, chẳng ngậm ngùi. Chứ có ai mà gom hết mấy cái nội dung này lại thành một bộ một con như đám đông. Thì mấy học giả nói vậy, ngày muốn là trời muốn. Thì họ gom là tổng cộng là được là 10 bộ mà cỡ quyển cái bộ mà Encyclopedia của Britannica. Thì họ gom giờ mà cả tấn vậy mà. Tổng cộng cái nội trời. Thì cái đám nó mới gom lại còn có một bộ thôi. Không đọc cũng không nổi. Nó gom biết còn có 1.000 trang mà không nổi. Mà cái mạng ông nó leo lét, cũng già. Cuối cùng cũng chịu ông pháp hôn. Ông vẫn còn muốn đọc. Ông vẫn còn muốn đọc. Ông kêu học giả đó, bây giờ các anh gom được bao nhiêu rồi, bữa nay là bữa cuối. Nó chạy gom được, gom được có một câu nha. Người ta sinh ra thì chết. Có nghĩa là bao nhiêu thư viện ghê gớm, nào là toán lý hóa văn chữ địa khảo cổ, thiên văn địa lý, địa bóc gì. Thì gom chung lại cái câu một câu chung là có người sinh ra đi chết. Lão nghe giọng một cười mãn nguyện. Và có một câu chuyện mà tôi cho là rất là minh triết. Mà Phật tử mà lúc vua thì đơ đơ, không có đọc, không có tâm đắc. Nhưng tôi rất tâm đắc câu chuyện đó. Tức là vua Salomon của Do Thái là một vị vua nổi tiếng là thông tuệ, một wise king. Thì bữa sinh nhật của vua thì từ triều giả ai cũng đem quà tới tặng cho vua, những cái đồ quý gì vua về. Ok, hỏi kỹ luôn kỹ. Thì ai cũng tặng quà cho vua hết. Thì có cả nông dân tặng cho vua một chiếc vòng bằng bạc. Ông dặn vua là cái vòng này nó có cái công dụng thần kỳ đó. Là khi nào mày hạ buồn, cái này nhìn nó là hạ buồn, nhưng mà lúc vua là đại kỳ không được nhìn đó. Thì ông tặng người ta tặng quà ông nhiều lắm. Thì ổng cũng ổng lùa miệng cho kêu lính tất nhiên vô cho cách trong kho. Bữa đó ông buồn, có chuyện gì ông buồn quá, buồn rồi lo chết. Cái thằng nhà quê bữa nó cho một cái dòng đó, ra ổng kêu lính thị vệ vô trong kho kiếm cho được cái thì dòng đó ra đưa dòng. Ổng cầm mà ổng còn nhớ văn bản lời dặn là khi nào mình ngày gặp chuyện buồn thì nhìn nó ngày hết buồn. Nhưng mà lúc vui nhớ được cái nhìn đó nha. Thì ông lạc trong cái vòng bên trong để hàng chữ là cái gì rồi cũng qua. Hiểu? Thì lúc đang buồn á, thì đọc hàng chữ là ông nghe nhẹ liền. Rồi lúc đang vui mà đọc thì ông bỏ đi luôn. Thì cái đó là câu chuyện đó, tôi chỉ nói được một nửa Phật Pháp thôi. Còn Đức Phật thì Ngài có dạy mình nghèo như vậy, Ngài dạy mình giàu hơn. Ngài dạy rằng, con phải thấy mọi thứ là giả, để con không còn thích, và từ đó con cũng không còn ghét. Cái câu Phật dạy Phật sâu hơn. Tôi nói chậm lại. Con phải thấy mọi thứ là giả để con không còn thích gì hết. Và không còn thích cũng có nghĩa là con không còn ghét. Kẻ nào còn thích khen là kẻ đó còn khổ vì bị chê. Tin đi. Kẻ nào thích ăn ngon thì kẻ đó sẽ rất là khổ khi phải bị ăn đồ dở. Nha. Tin đi. Tôi đã gặp người đó rồi. Là họ đi đâu đi mà họ rất là khổ với đi ăn uống. Chắc là không có gặp lỗi người. Là họ cứ càm ràm cầm lên đủ mặt trinh. Cái này ngọt nghi, nuốt trời cũng chát, chua lè, bụi ngắt. Chua lè mà chát, rồi bụi ngắt. Mà nói chung là cả đời họ cứ khổ cho nên thích ăn ngon thì sẽ khổ khi không có được ăn ngon. Thích đẹp thì sẽ sợ xấu. Tôi nhớ Triệu Phi Yến là phi của vua Hán, của đế, còn nhớ không? Tôi thương cho nó hỏi gì cũng biết chứ. Đã đỡ vừa ổn. Thì nàng đẹp lắm. Cái là cái câu mà bộ Duy Liên, tức là mỗi bước chân thôi khắc như quốc xe nhé. Là tùy kiểu cái ý. Nàng có phần chân nhỏ xíu à. Nên nàng muốn mà mặt trên cái đôi hài nhỏ. Nó hiên đẹp hơn ba lê bây giờ nữa. Vô thương đó lắm. Và chính vì vậy cho nên là nàng cũng giữ cái eo, nàng đã ép maximum. Cuối cùng nàng đai. Nàng trước khi nàng mắc. Thì vua đến cầm tay nàng. Vua hỏi chứ khi nàng mắc thì nàng muốn cái gì. Thì nàng nói, thế chỉ xin
có hai điều thôi. Nếu bị hại còn thương thiết, điều một đừng trả lấy người nhà của thiết. Các người biết rồi, còn điều hai, bị hại phải hứa khi thiết tắt thở rồi bị hại đừng đến xem mà. Tại vì lúc thiết sống thì còn diễn được, lúc tôi chết cái mặt thiết đó là sao chứ làm sao thì biết, chứ không quản được cái mặt lúc đó. Có nghĩa là tới chết rồi vẫn còn sự sống. Cho nên đó là mình thích cái gì thì mình sẽ khổ vì cái đó nha. Cho nên Phật dạy con phải thấy mọi thứ là ảo, mọi thứ là không thật. Tại con không thích cái gì mà từ đó con không ghét cái gì. Phúc thay cho kẻ nào không còn có cái để thích và ghét. Người không biết Phật pháp tưởng rằng có được cái mình thích là may mắn, nhưng không, trong Phật pháp không có nói gì cùng như vậy. Có được cái mình thích không bằng không có gì để thích và ghét. Hiểu không? Là cũng như thế. Tìm được cái người mình thương là may mắn, mà thương được cái đứa mình lỡ cưới về trình độ. Có nghĩa là đứa nào ok, mà tôi mong rằng đây đừng có trình độ. Thì là cái khả năng bao dung tất cả, khả năng bao dung có nghĩa là tất cả là điều giả, đồ giả, tất cả chỉ là trách nhiệm chứ không có gánh nặng. Nên nhớ cái điều gì với cái bờ tình khác nhau, không biết đó. Trách nhiệm khác gánh nặng, lo là lo chứ không để nó đè mình. Cái mền để đắp ấm chứ không để trùm cho ngọt. Hiểu được không? Tình cảm gia đình nó là cái mền, nghe nè. Tình cảm gia đình đó, nó chỉ là cái mền để đắp cho mình ấm, chứ đừng để biến cái mền, biến cái tình cảm mình đã rụt trùm cho ngọt. Rất là bậy. Bậc thánh thương muôn loài nhưng không vì cái thương đó mà mình bị khổ tâm với đối tượng mình thương. Phàm phu thương ai thì biến người đó thành ra nhà tù giam trong đó. Thích cái gì biến cái thành nhà tù giam trong đó, đó là phàm phu. Khác nhau nữa. Là lý do người lén lén của một cái niềm tin là thằng nói vậy chứ còn biết đâu. Chính chỉ biết đâu thì nó làm cho tan nhà nát cửa đá nát vàng phai rồi biết gì đâu. Mà thật ra là tôi tin Phật không nói sai. Vì có một chuyện mà ông Khrushchev thống giới Nga nói một câu mà mình nghe câu nó rất là ngắn, rất là kỳ, nhưng nó rất là thông tuệ. Ông nói chết là hết. Cái câu chắc bà con nghe nói, ô cái câu tôi có nói rồi rồi xong. Cái câu của ông nó nổi tiếng bởi vì cái câu đó nó hiểu được 84.000 cách hiểu lực. Bởi vì bên đó các bạn biết cái lực lượng KGB của Mỹ thì có FBI, ở trong nước FBI và bên ngoài có CIA. Còn Nga thì có cái lực KGB là xếp xong. Nó là trong nước ngoài nước. Mà cái đối tượng nào mà thấy không xong á thì cấp dưới hỏi gì ông thì ông chỉ nói không chết là hết. Nói câu nó có nghĩa đó. Nhưng mà một lúc khác trong một bữa tiệc có đứa con gái ổng, tưởng đứa con gái ổng là bị sốt mà nó thích chơi tuyết á, thích chơi tuyết á, thì bà vợ ổng la hoài mà nó chưa nghe. Thì bà vợ nói ông la tụi nó kìa, thì ổng có uy lắm, ổng ngượng là ngắt trên ổng sợ ổng ấy. Cái đó nè, thích chơi tuyết lắm hả? Kính nó thích. Cái ông nói, của dân bệnh chết là hết rồi. Mùa hè mùa đông không sao lấy gì chứ. Là cũng cái câu đó mà ông nói với cái đám mạng bên KGB thì nghĩa là khác. Cái điều nói, ngũ bá tình trạng quá rồi sao? Không làm được, chết là hết. Có nghĩa là ngũ bá đi là coi như clear. Người ta không thấy đứa cháu ông nó chơi tuyết á. Thì ông cũng đem cái câu ra nói. Ông nói cháu thích chơi tuyết lắm hả? Phải, thích chơi tuyết. Cái chân bệnh, bệnh rồi thì coi như chết là hết. Thì cái câu đó nghĩa là rất là sâu. Mình có thích cái gì thích nhưng phải nhớ rằng phải có một ngày mình bỏ lại hết. Và tất cả những cái thứ gì mà mình xây dựng hôm nay thì phải để lại cho thế hệ sau. Các vị có thể nói dốc với tôi, các vị nói mình đi để lại cũng hay. Nhưng trong đáy lòng các vị cũng thấy là khi không mình có mặt tình hình nó khác chứ. Hiểu được không? Và nếu đêm nay các vị nhớ này, các vị sẽ phải nghĩ lại nhiều chuyện lắm. Đó là 100 năm nữa toàn bộ 7 tỷ người trên hành tinh không còn một móng. Nếu còn là còn những Alzheimer thôi mà, đúng không? Tôi nói điều đúng hay sao? Kể cả những đứa vừa chào đời chiều nay, kể cả những đứa vừa chào đời chiều nay, thì 100 năm nữa thì coi như nó chết 99,9%. Và những đứa còn là nó cũng là không biết nó là ai nha. Đây quá quan trọng. Thì cứ nghĩ đến cái chuyện mà nhất khoảnh liền thiên nhiên vạn chủ, một mảnh đất mà ngàn năm đổi trăm chủ thì mình mới nản.
có những khu đất hoang bây giờ, ngày xưa nó là một cái chỗ vui chơi, những cái khu di tích của châu Âu, những cái chỗ đấu trường ấy. Đấu trường La Mã ngày xưa có một thời là ông hoàng bà chúa, bây giờ là nó bị lạnh thì sống vì cái việc về châu Âu bị đảo, đi đảo Cyprus, cái đảo mà sản sinh ra những huyền thoại mà Apollo thành Apollo hoặc là ông Zeus hoặc là Venus đó. Mình tưởng nó thơ mộng thời qua nó mới xấu, không tưởng tượng được. Không giống như mình thấy cái núi Linh Thú ở trong kinh Bảo Tích, không giống núi Linh Thú ở ngoài này, đã biết không? Bảo Tích, trong kinh Bảo Tích mà tà cái phần nhập nhập không dẫn điểm nhập kinh Bảo Tích, mình nói về cái núi Linh Thú mình thấy đã lắm. Thời qua thấy núi Linh Thú có nhiều cái chén vậy đó. Ở đây cũng nhiều cái gì đó là một quảng cáo thôi. Thì ở đây là tôi muốn nói một việc là tất cả là quan tưởng, này là sống là quan tưởng. Rồi mình đắp đổi mình sống bằng sự hiểu lầm. Tôi nói hoài, người không biết đạo nghĩ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cưới nhau vì chúng ta hiểu nhau. Trong kinh nói khác, chúng ta yêu nhau, chúng ta cưới nhau vì chúng ta hiểu lầm nhau. Hiểu không? Hiểu không? Vì nếu anh biết tôi 100% thì bà có anh cũng dám cưới tôi nữa. Nhưng mà nhờ cái là mình sống dạy thời nên chết hơn ngay cây về với tôi bệnh lắm. Bây giờ đứng giờ rưỡi rồi bệnh mà lớp bây giờ là chỗ cười lắm.